OK. Đấy. Cái công thức mà Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em ngày hôm nay đó là công thức nó gọi có tên là gì ạ? Là công thức AIDA. Đây là công thức kinh điển trong marketing. Đấy. Công thức AIDA. Đấy. Viết content thần kỳ. Công thức này là công thức kinh điển ở trong marketing. Nếu mà chúng ta muốn học về marketing, muốn biết về cách marketing như nào cho hiệu quả thì đây là một công thức chắc chắn chúng ta phải nắm được. Và cái công thức này, cái bước đầu tiên đó là bước thu hút sự chú ý. Thu hút sự chú ý tức là sao? Khi mà chúng ta bắt đầu mở một cái content, viết một cái content hoặc là đọc một cái content nào đó thì cái người nghe họ sẽ có khoảng độ 3 cho đến 10 giây đầu tiên để họ chú ý đến cái thông điệp của chúng ta, đến cái bài viết của chúng ta. Cho nên cái bước một bao giờ cũng vậy, là chúng ta tạo ra cái sự thu hút để khiến cho người khác cảm thấy tò mò, cảm thấy thích thú, cảm thấy khát khao, cảm thấy mong muốn gì ạ, đọc tiếp. Cái bước một này chỉ giúp cho gì ạ, cái người nghe, để cái người đọc ấy, họ gì ạ, họ dừng lại lâu hơn một chút mà thôi. Đấy. Làm sao để mà tạo ra sự thú ý, thu hút chú ý của người khác về cái nội dung tiếp theo, cái thứ mà mình muốn truyền tải. Đấy. Mỗi một ngày chúng ta có rất nhiều những cái bài viết, những cái content, những cái thông tin chúng ta cần phải nạp vào trong đầu. Đấy. Vì vậy sẽ rất nhiều người bỏ qua những cái nội dung mà họ thấy là gì ạ? Nhàm chán, họ thấy bị lặp lại, họ thấy không ấn tượng, họ thấy không thích thì họ sẽ không có cái nhu cầu để đọc tiếp. Và chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn, mặc dù là bài viết chúng ta rất là trau chuốt, rất là chỉnh chu, rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà gì ạ? Ngay cái ấn tượng đầu tiên họ không thích thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ không không nghe. Vì vậy để mà thu hút sự chú ý thì chúng ta cần phải có một cái tiêu đề. Đấy. Chúng ta cần phải có một cái tiêu đề. Tiêu đề giá trị. Một cái tiêu đề giá trị là như nào? Một cái tiêu đề giá trị là cái tiêu đề sẽ làm cho người ta đọc phát là muốn nghe. Và đây chính là cái cách, cái bí kíp mà các cái bên nhà báo ấy họ hay giật tít. Các diễn giả hay là những người bán hàng họ thường hay có những cái tip, những cái tiêu đề ấy là nó rất là hot. Ví dụ như là thư ký tát chủ tịch và cái kết. Kiểu kiểu vậy. Nó cái gọi là mình rất tò mò, thư ký mà dám tát chủ tịch cái kết là như nào nhỉ? Bắt đầu tò mò nhảy vào đọc. Nó vào đọc thì có khi nó lại chẳng phải như thế. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Đầu tiên đấy là cái tiêu đề nó phải tạo ra sự thu hút. Thế thì ở đây Huy có một cái phần đó là một cái tài liệu đó là hai trăm mẫu tiêu đề thôi miên. Đấy, chỉ cần điền vào chỗ trống. Nói chung là mình học theo kiểu gọi là plug and play, tức là học có công cụ này nó nhanh, nó còn mình tự nghĩ ra nó lâu. Anh em đồng ý không? Đấy, mình học này nó nhanh, nó đơn giản, mọi thứ nó có sẵn rồi, anh chị em chỉ điền vào thôi. Đấy, mỗi ngày mình dùng cái này xong rồi mình điền vào, ví dụ mình muốn viết bài ở trên mạng xã hội này, mình viết bài ở trên Zoom họp là Zoom đội nhóm này, mình muốn viết bài để mà thu hút cái người khách mời của chúng ta này, để mời khách này, đúng không? Thì chúng ta vào đây chúng ta nhập. Đấy. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là cái phần đầu tiên đó là cái kiểu như là hướng dẫn bốn cách để tăng giá trị của bạn bằng 2 giờ mỗi ngày. Ví dụ thế. Thì bắt đầu là gì ạ? Trong đấy thì mình sẽ hướng dẫn là cách 1 đấy là đọc sách, cách 2 đấy là lắng nghe người khác, cách 3 đấy là đi du lịch nhiều hơn, cách 4 đó là học tập từ các cái phòng Zoom, học tập từ các cái diễn giả hàng đầu. Và tôi có một cái chương trình học miễn phí từ các diễn giả hàng đầu Việt Nam vào 5 giờ sáng hàng ngày, nếu bạn nào muốn
hãy comment xuống đây, hãy inbox cho tôi, đúng không? Đấy là cách để mà mình thu hút người khác. Đừng chỉ nói rằng là gì ạ, tuyển dụng giùm gà gáy. Đấy, tuyển dụng giùm gà gáy thì làm sao, nó bảo là gì ạ, bọn này lại đi tuyển dụng rồi. Đấy, cho nên là để mà mình gọi là làm cho nó thu hút ấy, thì mình phải nói ra cái tiêu đề, nó phải gì ạ, nó phải lạ, nó phải hay, và cái tiêu đề này ấy, nó phải gần gũi với cả những cái người mà mình đang hướng tới, với đối tượng khách hàng mà ngày hôm qua mình có gì ạ, có chia sẻ đấy. Cái đối tượng khách hàng của chúng ta là gì thì chúng ta hãy gì ạ, trao giá trị cho họ, đúng không ạ? Đấy, ví dụ chính cách để đột phá của bạn mà không cần, chính cách để đột phá thu nhập của bạn mà không cần quá vất vả đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, ba cách để bạn có thể nói tốt hơn mà không cần phải là người chuyên nghiệp đó. Năm cách nhanh chóng và dễ dàng để trở thành người thành công đấy, cách ít người biết để trở nên thành công và hạnh phúc. Sáu cách nhanh nhất để kiếm được 20 triệu mỗi tháng. 10 cách để làm chắc chắn thành công, 10 cách làm chắc chắn thành công để trở thành người mạnh mẽ hơn. Ba cách sáng tạo để viết content tuyệt vời. 8 cách để tiết kiệm tiền bạc và thời gian với công cụ 20 200 mẫu viết content thôi miên đấy. 5 cách để không mất tiền, nếu không mất tiền vì cái điều gì đấy, đấy. Năm cách để không còn mệt mỏi trong công việc nữa, ví dụ thế. Anh chị em thấy có rất nhiều cách đó. Thì đây là cái cách để chúng ta gì ạ, chúng ta vào đây chúng ta nhìn, chúng ta sẽ có rất nhiều ý tưởng để chúng ta viết content đấy. Ví dụ như là chúng ta muốn mời mọi người vào phòng Zoom đào tạo 8 bước chẳng hạn, mình sẽ ghi là gì ạ, ở đây có cái phần là gì ạ, 8 cách hay 8 bước nhỉ? Đấy. À, 8 cách để có thêm nhiều khách hàng hơn nếu như bạn có thể bạn chưa biết điều này. Đấy. 8 bước nhanh nhất để thành công cùng Junet, ví dụ thế. Đấy. Kiểu kiểu vậy nhá. Đấy. Nó có những cái con số, nó có những cái con số làm cho người ta cảm thấy nó cụ thể, nó dễ dàng. Đấy. Xong rồi cái thứ hai là how to, làm thế nào để thành công nhanh chóng và dễ dàng. Cảnh báo những điều bạn phải biết về gì ạ, về kinh doanh hệ thống, kiểu kiểu vậy. Làm thế nào để, làm sao để biến kiến thức thành gì ạ, thành tiền bạc. Đấy, kiểu kiểu vậy. Làm sao để biến mối quan hệ thành tiền bạc, đúng không? Đấy. Làm sao để biến thời gian thành tiền bạc. Đấy. Làm sao để thời gian rảnh của chúng ta có thể kiếm được tiền. Đấy. Làm sao để kiếm được gấp đôi mà chỉ mất có một nửa thời gian. Đấy, kiểu kiểu vậy. Anh chị em thấy rất nhiều tiêu đề hay. Đấy, làm sao để. Đấy. Đấy. Rồi tiêu đề liên quan đến làm sao, làm thế nào. Đấy. Làm sao, làm thế nào. Rồi tiêu đề liên quan đến bí mật. 8 bí mật các chuyên gia không muốn, các chuyên gia MLM không muốn nói cho bạn biết. Ồ, 8 bước thành công như cái gì đâu. 8 bí mật mà người thành công của bạn, gọi là gì ạ, là mentor của bạn không muốn cho bạn biết. Ôi trời ơi, nghe hay quá. Đấy. 10 bí mật mà mọi người thành công, mọi người đều cần biết, đều muốn biết. Đấy. Hoặc là cái người mà mình đang nhắm tới, ví dụ như là 10 bí mật mà mọi cô giáo thành công đều cần biết, kiểu kiểu vậy. Bật mí bí mật sự thật đằng sau 8 bước thành công là gì. Bí mật của 8 bước thành công là cực kỳ gọi là kỳ diệu, kiểu hiểu vậy. Bí mật thành công của gì ạ, của Diamond. Xong rồi mình viết vào đây, xong rồi vào nơi thì mình làm bài gì ạ, bài 8 bước thôi. Diamond cũng làm 8 bước thôi mà. Đấy. Kiểu kiểu vậy nhá, đấy là phần bí mật nha. Đấy, những cái tiêu đề liên quan đến bí mật nha.
Sau đó tiêu cần tiêu đề liên quan đến lý do, à 7 lý do khiến khiến thời gian rảnh là những thời gian tồi tệ nhất, đấy, kiểu kiểu vậy. Hoặc 5 lý do khiến khiến công việc của chúng ta tốt hơn trước đây rất nhiều. Đấy. Hoặc 3 lý do khiến cho đội ngũ của chúng ta để thành công. 4 lý do bạn nên tham gia vào chương trình đặc biệt này. Đấy. Đấy là lý do nhé. Tại sao này? Đấy. Tại sao công việc này không dành cho bạn? Đấy. Tại sao bạn không tham gia vào kinh doanh hệ thống? Tại sao đội nhóm hay là quy trình của bạn không hoạt động? Đấy. Hay công ty của bạn không hoạt động? Tại sao bạn không nên bỏ qua cái quà tặng bất ngờ này? Đấy, kiểu kiểu vậy. Tại sao phần lớn những người ngoài kia thất bại và những người khác lại thành công? Tại sao tôi có thể và bạn cũng có thể? Đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy. Những cái liên quan đến mẹo thủ thuật, điều 8 mẹo giúp bạn thành công nhanh chóng trong Gnet, lại dẫn về 8 bước thành công, đúng không? Đấy. Bốn thủ thuật gọi là cực kỳ hiệu quả của chuyên gia. Đấy. Ba thủ thuật để làm ít hơn nhưng lại có được nhiều hơn. Đấy. 9 điều mà những người thành công có thể đang không muốn cho bạn biết. Đấy. 8 điều nên thử khi tham gia vào kinh doanh hệ thống. 6 việc đầu tiên bạn có thể làm trong vòng ít hơn 10 phút. 6 việc thành công bạn có thể làm trong vòng ít hơn 10 phút. 10 điều kỳ cục nhất về kinh doanh hệ thống, ví dụ thế. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tiêu đề khác nhau, chúng ta chỉ việc nhét vào thôi, đúng không ạ? 200 cái tiêu đề anh chị em dùng thoải mái, để mà mình dùng truyền thông, để mình đăng lên trên mạng xã hội, để mình gửi cho khách mời, để cho nó đấy, cảnh báo những điều bạn phải biết về kinh doanh theo mạng. Đấy. Hoặc cảnh báo những điều bạn cần phải biết về gì ạ? Cách viết content thần kỳ. Đấy. Cảnh báo đừng đọc bài nếu bạn không muốn giàu có. Ai, kiểu kiểu thế. Bạn đang tự lừa dối bản thân về sự ổn định của mình. Đấy, kiểu kiểu thế, đúng không ạ? 6 công thức, 6 thói quen xấu bạn cần ngừng lại ngay lập tức. Hậu trường của chương trình học MC OPP K7. 12 lời tiên tri về các ngành nghề hot nhất trong năm 2022 và 2023, thì kiểu kiểu vậy. Đấy, rất nhiều anh em thấy không ạ? Tiêu đề liên quan đến những vấn đề khác. 5 sự thật về làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi. Đấy, điều bạn cần biết về đấy, liệu có đáng giá đấy. Không ạ? Mới có được 100 mấy chục. Khám phá sự thật về, thật buồn cười nếu như bạn đang lo lắng về 10 câu hỏi khiến cho bạn 10 câu hỏi sẽ khiến cho khách hàng của bạn xấu hổ, hay là người yêu của bạn xấu hổ, hay là kẻ thù của bạn sẽ xấu hổ. Đấy. Đó. Đấy, rất nhiều. Đấy, thỉnh thoảng mình cứ chui vào đây mình lấy ra, xong rồi mình đưa vào. Đấy. Thì anh chị em thấy là sao ạ? Nó rất dễ, đúng không? Để ra được cái tiêu đề hay. Ok nhá. Anh chị em có muốn nhận cái file này không? Có thế ơi. À, nó gọi là cắm và chạy, plug and play á, là cắm là chạy thôi. Cắm vào là chạy, nó dễ, đỡ phải nghĩ nhiều. Nói chung là bây giờ mình làm mọi thứ nó phải trở nên dễ dàng, đơn giản. Đấy. Mọi thứ nó phải trở nên dễ dàng, đơn giản, mà càng dễ càng đơn giản thì càng nhiều người học được, nhiều người làm được, đúng không ạ? Anh chị em thấy dễ làm không ạ? Rất dễ, đúng không? Rồi nhá, tiếp tục đến cái bước số 2. À, bước ai
À, bước 2 này. À đây bước 2. Ai là interest. Rồi. Đây là gì ạ? Bước 2 interest tức là gì ạ? Là sự thích thú. Tạo sự thích thú và quan tâm. Ừ, thích thú, quan tâm. À, cái đầu tiên là cái tiêu đề là chúng ta làm cho họ gì ạ? Làm cho họ thu hút rồi. Đấy. Đến cái phần tiếp theo làm sao cho họ quan tâm, tạo ra sự quan tâm đến lợi ích của họ mà sản phẩm hay dịch vụ của mình có thể mang lại được. Được chưa? Sự thu hút của mọi người sẽ chỉ có một mọi người sẽ bị thu hút đến những cái điều mà họ quan tâm, và cái điều này nó sẽ cần thiết khi mà chúng ta viết một cái tiêu đề phụ, đúng không? Trong cái tiêu đề chính chúng ta không được viết quá dài, nó không nên quá một dòng, nó chỉ giới hạn trong vòng nó khoảng độ 100 chữ thôi. Sau đó chúng ta tiếp tục viết một cái tiêu đề phụ thứ hai. Cái tiêu đề thứ nhất để thu hút người ta, giữ chân người ta lại từ 3 cho đến 7 giây. Sau tiêu đề thứ nhất thì bắt đầu bước vào cái tiêu đề thứ hai, nó gọi là tiêu đề phụ. Tiêu đề phụ chỉ để là gì ạ? Để nhằm để giúp cho khách mời hay là cái người đọc họ gì ạ? Họ dừng lại thêm 10 đến 20 giây nữa để họ đọc đến tối đa là 200 chữ thôi. Đấy. Như vậy là cái tiêu đề thứ hai là chúng ta cũng chỉ là gì ạ? Là ngắn gọn thôi, tạo ra sự thích thú và đưa ra những cái điểm nổi bật, nổi trội mà sản phẩm hay là dịch vụ của chúng ta có thể mang lại được cho khách hàng hay là cho gì ạ? Cho người nghe. Ví dụ chúng ta có thể là gì ạ? Là nói về 8 bước mà các chuyên gia luôn 8 bước mà những người thành công luôn sử dụng để trở nên thành công hơn. Đó, kiểu kiểu vậy. Thì sau đó thì mình mới nói vào cái bên dưới, tức là cái nội dung của cái bài học đó sẽ đáp ứng được điều gì cho cái người học, đúng không ạ? Đấy, bạn sẽ trở nên thành công hơn và dễ dàng đạt đến những mục tiêu của mình chỉ với 8 bước đơn giản này. Đó, như vậy là gì ạ? Đến cái tiêu đề phụ nó là mở rộng hay là nó nói thêm hay nó chi tiết hơn về cái tiêu đề chính hay là cái nội dung của cái chương trình. Nhưng về vai trò nó vẫn là gì ạ? Để tạo ra cái sự thu hút, thích thú và quan tâm và để cho người ta đọc tiếp. Đấy, để cho người ta đọc tiếp. Được chưa ạ? Rồi, tức là gì ạ? Đây là tiêu đề. Cái chỗ này là gì ạ? À. Tiêu đề phụ. Đấy, cái này là khoảng độ 200 chữ thôi. 200 chữ nó rơi vào khoảng độ 2 dòng thôi anh em nhé. Đấy, còn cái này thì nó rơi vào khoảng độ 100 chữ. Đấy. Nhỏ hơn 100 chữ nhé. Anh chị em nhớ là nhỏ hơn nhé. Đấy, còn cái này nó khoảng độ nhỏ hơn 200 chữ. Đấy. Đừng có quá dài. Đấy nhá. Rồi. Sau đó đến bước 3. Bước 3 đấy là gì ạ? À, design. Tiết này có đúng không? Đúng không? Khơi gợi niềm khao khát và mong muốn. Đấy. Khơi gợi sự khao khát, mong muốn. Bước 3 đó là bước khơi gợi cái mong muốn ở bên trong của họ. Đấy. Được chưa ạ? Thì cái này chính là cái nội dung chính này. Đến đây bắt đầu đến nội dung chính này. Đấy. Nội dung chính này thì độ dài bao nhiêu là hợp lý? Xin thưa là không có một cái công thức nào nói về độ dài của cái nội dung chính. À,
muốn bán hàng càng cao, giá trị càng cao thì nội dung càng dài, có mỗi thế thôi. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta muốn truyền tải một thông điệp ngắn thì chúng ta thông điệp nhanh thì chúng ta viết ngắn thôi, không cần quá dài. Và thời đại ngày nay đó là thời đại của thông tin, cho nên thông tin dài là mọi người ngại không đọc đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta làm ngắn gọn. Đấy. Cái nguyên tắc đấy là keep it short and simple, tức là hãy giữ cho nó ngắn và đơn giản. Ngắn và đơn giản đấy là những cái nguyên tắc để tạo ra sự sự đột phá, sự thu hút và thành công. Để khơi gợi sự khao khát thì làm như nào? Trong cái bước khơi gợi sự khao khát này thì chúng ta sẽ mô tả nhiều hơn về cái nội dung của cái bài viết của mình, nội dung của cái sản phẩm hay là dịch vụ của mình, đặc biệt là chúng ta kết nối cảm xúc với người nghe bằng các cái câu chuyện, bằng những cái ngôn từ thôi miên, đúng không ạ? Chút nữa Huy sẽ hướng dẫn cho anh chị em thế nào gọi là ngôn từ thôi miên, tạo ra sự thích thú, đánh vào nhu cầu, đánh vào nỗi đau, đánh vào sự mong muốn, đánh vào những cái trải nghiệm trong quá khứ cũng như là trong tương lai của họ. Họ muốn có những trải nghiệm gì? Họ muốn ở khách sạn 5 sao nếu họ đi du lịch, họ muốn được gì ạ? Họ được an toàn nếu mà bị Covid, họ muốn được gì ạ? Họ muốn được phục vụ một cách đẳng cấp, họ muốn được tiết kiệm chi phí, kiểu kiểu vậy. Thì mình phải gì ạ? Nói ra cái nội dung mà khiến cho họ cảm thấy muốn và họ muốn gì ạ? Họ 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 thấy có nhu cầu. Thì trong cái bước mà nội dung này thì chúng ta cần phải có một cái sự nghiên cứu thị trường cũng như là am hiểu đến những cái đối tượng khách hàng của mình. Người nào hiểu khách hàng hơn, người đó sẽ chiến thắng. Đó là lý do tại sao mà hôm qua Huy hướng dẫn anh chị em hãy tìm những đối tượng khách hàng, tìm những cái vẽ cái chân dung khách hàng, cái người nào đó mà họ giống giống mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những cái đối tượng đó thì chúng ta có thể hiểu được họ, giống như chúng ta hiểu chính bản thân mình. Còn những người nào mà không hiểu được bản thân mình thì làm sao? Thì mình cũng không thể hiểu được khách hàng. Đúng không ạ? Đấy là lý do tại sao chúng ta tìm những người nào giống mình để mình có thể hiểu họ. Khi mình hiểu họ thì mình chỉ cần viết về những thứ mình quan tâm thì tự nhiên sẽ có những người họ quan tâm giống mình, họ sẽ gì ạ? Inbox cho mình, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ làm giống như mình. Thế nếu mà chúng ta là một MC muốn khơi gợi sự khát khao, sự mong muốn cho các học viên để họ vào trong cái phòng Zoom thì chúng ta nói cái gì ạ? Chúng ta nói về những điều mà chúng ta mong muốn. Đó, nói về những cái điều mà chúng ta sẽ đạt được hoặc đã đạt được sau khi cái chương trình này. Vì nói ví dụ, chút nữa anh chị em sẽ làm cái bài tập. Đó là anh chị em viết về một cái phòng Zoom hoặc là một cái lớp đào tạo nào đó mà anh chị em cảm thấy thích nhất. Ví dụ như là chúng ta viết về cái chương trình về người nông dân chăm chỉ. Đấy, chúng ta nếu như mà chúng ta muốn truyền thông cho mọi người biết về cái chương trình đó để mọi người tham gia thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Chúng ta sẽ nói rằng là cái phòng Zoom đó đã mang lại cho tôi những cái giá trị gì, đúng không ạ? Cái chương trình đó đã làm cho tôi có sự thay đổi như thế nào? Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những giá trị mình nhận được chính là giá trị của cái người nghe hay là những cái người nhà phân phối khác họ cũng đang mong muốn. Cái sự thay đổi mà mình muốn mình đã có ấy, mình đã cảm nhận được ấy thì chính là cái sự thay đổi mà những nhà phân phối khác họ cũng đang gì ạ? Họ cũng đang muốn, có đúng không? Đấy. Ví dụ như là hôm qua ấy, hôm qua bạn Trịnh Trang bạn ấy chia sẻ ở trong cái phòng họp mà của Big Diamond Team ấy, bạn ấy nói rằng là gì ạ? Chương trình người nông dân chăm chỉ ấy, thì rất là tuyệt vời và bình thường ấy là em cũng cũng hơi lười, cũng hơi chểnh mảng, cũng không quan tâm lắm, nhưng nhờ có chương trình đấy thì tự nhiên là gì ạ? Là em lại thấy có động lực hơn và được đội nhóm kéo đi. Nhiều khi mình cũng muốn lười một tí, mình muốn nghỉ một tí nhưng mà gì ạ? Đội nhóm lại kéo mình đi, thế là mình lại cố gắng lên một chút, cố gắng lên một chút. Và chính cái sự cố gắng lên một chút mỗi ngày đó làm cho em cảm thấy mình đang tiến bộ hơn, mình đang trưởng thành hơn. Và chính cái sự sự tiến bộ mỗi ngày đó làm cho em thấy rằng là mình
có đang có một cuộc sống có ý nghĩa hơn, rồi thấy công việc của mình có tiến triển hơn, chứ không phải mà làm mãi mà không có tiến triển gì cả. Đấy, thì đấy là cái việc mà khi mà nói ra những cái thứ mà mình đã đạt được thì chính là những cái thứ mà người khác họ cũng đang khao khát, đúng không ạ? Họ đang khao khát cái điều đó mà họ cũng muốn rằng là gì ạ, là có người kéo họ đi, bởi vì họ trì trệ quá lâu rồi, họ ì quá lâu rồi, có đúng không anh em? Họ ì quá lâu rồi, họ mọc rễ ở đấy rồi, bây giờ để đẩy một cái cây mà nó đang mọc rễ ở đấy rồi, đẩy một cái người, đẩy một cái vật gì đó mà nó mọc rễ xuống đấy rồi, cái sức ì nó quá lớn rồi, mà họ muốn di chuyển lắm ấy, họ muốn thay đổi lắm đấy, nhưng họ không thể thay đổi được, đúng không ạ? Nhưng mà mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, đội nhóm hỗ trợ nói chuyện với nhau, nó hỏi ngày hôm nay mày có khách không, ngày hôm nay mày có đơn không, mày có hôm nay có ID không, ngày hôm nay mày đã làm được việc gì rồi, thế làm sao ạ? Thế mình không muốn trả lời gì ạ, không, mình không muốn nói dối, bởi vì mình là người chính trực mà, đúng không? Thế mình phải gì ạ? Mình bảo là hôm nay tao chưa có nhưng ngày mai chắc chắn tao có. Đấy, thế là ngày mai mình phải tìm mọi cách để có. Đấy, đặt mục tiêu ngày mai mình phải có, thế là ngày mai mình kiểu gì cũng có. Và đấy là gì ạ? Mình đã vượt qua được bản thân mình và chiến thắng bản thân mình. Và đấy chính là cái điều mà những người khác họ đang khát khao. Chiến thắng bản thân. Có đúng không anh chị em? Anh chị em có muốn chiến thắng bản thân mình không? Đấy. Người ta bảo là chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vĩ đại nhất mà. Đúng không? Ai cũng muốn chiến thắng chính bản thân mình. Thế là mình chiến thắng được bản thân mình thì làm sao ạ? Thì người khác họ cũng muốn. Thế thì để mà muốn thì làm sao ạ? À, vào đây để mà học, đúng không? Tham gia vào chương trình nông dân chăm chỉ đấy, kiểu kiểu vậy. Thế là mình muốn tee up cho cái gì đó thì mình phải biết công thức. Đó, đây là công thức để tee up anh chị em nhé. Anh chị em tee up công ty, tee up sản phẩm hay là gì ạ? Hay là tee up về lãnh đạo thì tất cả nó sẽ đi theo cái công thức này hết anh chị em nhé. Tất cả đi theo công thức này hết. Được chưa? Rồi. Bước tiếp theo. Bước 4. Đấy là gì ạ? Action. Đấy. Nó gọi là call to action. Đấy. Call to action. Call to action. Hay là gì ạ? Kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động nha anh chị em nha. Kêu gọi hành động. Đó. Đến bước 4 này, khi họ thích rồi thì mình bảo là gì ạ? Vào đây vào nhóm người ta đi, vào vào đây học đi, vào Zoom đi. Đấy, kiểu kiểu vậy. À, hoặc là gì ạ? Call to action nữa. À, bạn nào sẵn sàng tham gia phòng Zoom tuyệt vời hoặc là tham gia đội nhóm người nông dân chăm chỉ, hãy comment xác nhận, đúng không? Hãy comment cam kết, đúng không? Đấy là call to action. Đó, chúng ta phải có một cái hành động nào đó. Hoặc là nếu mà chúng ta viết trên mạng xã hội, viết bài trên mạng xã hội hoặc là viết bài tuyển dụng thì chúng ta nói rằng gì ạ? Nhờ có cái phòng Zoom gà gáy mà tôi đã thay đổi cuộc đời như thế nào. Đó, kể cái câu chuyện một mình một chút. Sau đó là gì ạ? Nếu mà bạn cũng muốn như tôi, hãy inbox, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Hãy inbox cho tôi, đúng không ạ? Đấy, thì bao giờ nó có cái phần đấy gọi là call to action. Nếu như mà mình không tạo ra một cái action, không tạo ra cái hành động thì làm sao ạ? Thì cái thông tin nó lại trôi đi và họ quên đi rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì thời đại này là thời đại công nghệ thông tin, thời đại này thông tin rất nhiều luôn. Nếu mà họ không động lại, họ không hành động thì về họ quên hết. Đấy. Cho nên khi mà khách mời vào trong cái phòng Zoom, nếu như phòng Zoom OBP thì kiểu gì chúng ta cũng phải call to action, kêu gọi hành động cho họ. Bất kể hành động họ là gì. Ví dụ như này. Cái hành động tốt nhất mà chúng ta mong muốn đó là gì ạ? Là họ lên đơn. Họ chuyển khoản lên đơn luôn. Đúng không ạ? Hành động thứ hai đó là lên ID. Hành động thứ ba đó là gì ạ? Là có một cái cuộc hẹn tiếp theo. Đúng không ạ? Ví dụ như là xong cái phòng Zoom MCO à, phòng Zoom OBB xong thì mình phải hẹn họ một cái phòng Zoom tiếp theo đó, phòng Zoom 31. Đấy, để mà gặp gỡ leader hoặc để gặp gỡ những cái người mà gì ạ, hướng dẫn để mà gì ạ, trả lời câu hỏi. Đúng không ạ? Đấy. Ít nhất sau một cái chương trình MCOB chúng ta phải có một cuộc hẹn tiếp theo, đấy là tối thiểu, đúng không ạ? Không thì phải gì ạ? Chốt được ID, mà tốt nhất thì là chốt luôn cả đơn hàng nếu mà gì ạ, nếu mà thấy gọi là tiện, nếu mà thấy hợp lý, thế nếu mà thấy đấy đúng cái thời điểm rồi thì chúng ta chốt luôn đơn hàng. Đấy, thì đấy là phải có hành động, đúng không ạ? Phải có kêu gọi hành động chứ không phải là để tôi xem xong đâu gì ạ,
xong ừ thế thì thôi về xem đi, mới xem đâu xem mấy tháng, xem mấy năm đúng không ạ, mình phải có một cái thời gian cụ thể, hoặc là bảo là anh quyết định lên đơn bao nhiêu, bảo tôi quyết định lên đơn 400, ok xong rồi sao, ố rồi sao lên đơn 400 thì khi nào lên, bao giờ chuyển khoản đúng không ạ, nó phải có hành động cụ thể. Đấy, đừng có gì ạ, đừng có chỉ chung chung. Đấy, hành động cụ thể đó là gì ạ, à mời khách mời cam kết hoặc là xác nhận đấy đó. Đấy, xác nhận cái gì ạ, xác nhận cái cuộc hẹn cuộc họp hoặc là gì ạ, mình bảo là ngay sau đây thì em sẽ gửi cho anh cái thông tin về thông tin chuyển khoản, thì anh chuyển khoản vào đó với nội dung như này đấy, và sau đó thì anh gửi cho em chứng minh thư, số điện thoại và email. Đấy, em sẽ là em sẽ giúp anh lên cái cửa hàng để anh có thể tìm hiểu thêm. Đồng thời là sau đó thì anh em mình sẽ hẹn nhau một buổi vào chiều mai, 2 giờ chiều mai em sẽ hướng dẫn anh cách để mà chúng ta mua đơn hàng như thế nào. Ok không anh? Đấy. Thì bạn họ bảo ok, thế thì đấy là mình chốt xác nhận. Sau khi họ ok xong mình lại gửi cái gì ạ? Thông tin chứng minh thư, số điện thoại, email và gì ạ? Thông tin chuyển khoản, số tài khoản. Đồng thời nó mình nhắc họ cái lịch luôn, hẹn anh chiều mai nhé, em sẽ có em sẽ hẹn thêm một một lãnh đạo nữa đấy để mà có thể giúp anh trả lời những câu hỏi nếu như mà anh có những cái thắc mắc, đồng thời là sẽ cho hướng dẫn cho anh cách là gì ạ, làm sao để mà nhanh chóng để mà tiếp cận cũng như là nhanh chóng để thành công, nhanh chóng để hòa nhập trong cái môi trường này đấy. Đấy thì đó là cái cách để chúng ta kêu gọi hành động trong mỗi một cái gì ạ, mỗi một cái chương trình. Còn nếu như mà các cái chương trình mà ở trên mạng xã hội thì chúng ta nó đã inbox cho mình nếu mà mình tuyển dụng đúng không ạ, còn nếu như mà trừ những cái bài mà trao giá trị thì thôi không nói làm gì đúng không ạ, trao giá trị thì không cần bán hàng thì thôi, nhưng những bài mà liên quan đến bán hàng phải có kêu gọi hành động, hoặc là những cái bài truyền thông, những cái bài truyền thông các cái phòng Zoom thì phải có kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động ví dụ như là xác nhận thông tin, yêu cầu là gì ạ, là các thành viên là đọc thì xác nhận thông tin là đã đọc đấy đúng không ạ. Thì là kêu gọi hành động, call to action, đây là một cái phần rất quan trọng. Nếu như không có phần này thì tất cả các phần trên kia của bạn nó chỉ là cái bài gọi là bài trao giá trị thuần túy thôi. Nhưng nếu mà đã là bài bán hàng, bài marketing hoặc là có một cái mục tiêu nào đó thì phải chỉ rõ hành động cụ thể mà bạn mong muốn mọi người thực hiện để thu được hiệu quả tốt nhất. Được nhỉ? Ba bước trên chỉ là tiền đề để đi đến cái hành động này thôi. Không có ba bước trên thì không có cái hành động, nhưng không có hành động ba bước trên vứt đi hết đúng không anh nhé. Nhá, rồi thì đấy là cái cái bốn bước để mà chúng ta gọi là thành công, hay là để mà chúng ta có một cái phần gọi là viết content đơn giản cơ bản nhất. Đấy. Cái kiến thức về viết content thì nó thiên biến vạn hóa, nó vô cùng lắm. Riêng có một bộ môn đó là bộ môn gọi là content marketing riêng, và người ta nói là content is king, tức là nội dung là diện là vua, cho nên là gì ạ, chuẩn bị cái nội dung của mình ấy nó cực kỳ quan trọng, content is king, nội dung là vua đấy anh chị em nhớ nhé. Và trong cái phần nội dung đó thì cái phần quan trọng nhất đấy là phần tiêu đề, cái trong cái phần bài viết này phần quan trọng nhất là phần tiêu đề. Phần tiêu đề có thể chiếm đến 40 cho đến 50% thành công của cái bài viết hay của cái bài kêu gọi đó, bởi vì cái tiêu đề mà không hay người ta không ở lại đọc thì không biết là cái đoạn sau nó có hay hay không, cho nên phần tiêu đề phải cực kỳ là trau chuốt cẩn thận và chi tiết đúng không ạ. Và đặc biệt những MC khi mà kêu gọi các cái thành viên ấy thì chúng ta viết về những cái gì ạ, tiêu đề và cái gì ạ, cái sự thích thú, cái tiêu đề phụ nó phải thật ngắn gọn đơn giản. Tại sao mọi người thích đọc cái content phụ hơn là cái content chính? Anh chị em tưởng tượng này, cái content chính ấy, chúng ta copy, chúng ta spam tất cả các nhóm, thế là khi mà mọi người vào nhìn thấy cái content này chưa kịp đọc, nhưng mà sang cái nhóm khác kiểm tra xem có tin gì mới không, lại ra content này chưa kịp đọc, kiểm tra cái content khác, kiểm tra cái nhóm khác vẫn ra cái content này, thế là họ thấy là gì ạ, à cái bài này là bài spam, mà bài spam thì sao ạ, thì họ chỉ đọc có lần thôi, thậm chí họ chẳng thèm đọc luôn đấy. Nhưng mà cái bài viết ngắn thì họ nghĩ rằng đây không phải spam đấy, cho nên họ họ sẽ đọc. Và đặc biệt như anh chị em truyền thông, MC thì bao giờ cũng làm nhiệm vụ truyền thông, thì chúng ta
truyền thông về các nhóm nhưng đừng có spam, đừng có cứ copy paste, mà mỗi nhóm chúng ta cần phải có những cái content khác nhau. Mỗi nhóm chúng ta cần phải có những cái chữ câu viết khác nhau. Đấy. Khó đúng không nhé? Không khó đâu, rất dễ. À, chúng ta có công cụ rồi, chúng ta có gì ạ? Có kỹ thuật rồi, không không khó tí nào. Viết những cái content ngắn để chúng ta trở thành một cái gọi là master, trở thành một cái chuyên nghiệp. Đó. Ok nhé. À, tiếp theo nữa thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em những cái tiêu đề hay là những cái ngôn từ thôi miên. Đó. Ngôn từ thôi miên. Uống nước. Alo. Đấy. À, đây à. Đợi anh tiếng nữa được không? Nửa tiếng, 15 phút. 15 phút nữa. Có phải ký tá gì không em? À, ok, thế thì anh để anh nhờ người xuống này nhé. Ok. Anh cho em đợi Huy tí. MC vào cuộc. À, trong khi mà chờ đợi thầy bận chút việc á thì anh chị em chúng ta đã nói lại được cho mình những cái nội dung chính của ngày hôm nay không ạ? À? Bốn bước mà viết content đỉnh cao thật là tuyệt vời phải không ạ? À? À, trước đây thì chúng ta đã có học được 86 cái nội dung, những cái nội dung mà content, mà bây giờ là hôm nay là chúng ta biết được tới là 200 cái tiêu đề. À, thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? À, thầy đã trở lại học sinh nhiều nhất cho thầy ạ. Ok. Thì đó là gì ạ? Đó là cái hướng dẫn mà Huy đã chia sẻ cho anh chị em. Trong này thì có rất nhiều anh chị em đã học rồi. Nhưng mà thực tế là như này. Mình học ấy nhưng mà mình không áp dụng được bao nhiêu cả, cho nên là gì ạ, là nó như mới, có đúng không nhé? Hầu hết anh chị em đều đã học rồi nhưng mà không áp dụng bao nhiêu cả, cho nên là gì ạ, là có rất nhiều cái kiến thức nữa nhưng mà Huy không đưa vào đây. Như Huy nói rồi, còn riêng về phần content ấy, kiến thức nhiều vô cùng luôn, riêng học về content mất luôn 3 ngày 3 đêm học liên tục chỉ về học về content không đấy, mà bây giờ Huy truyền tải hết vào đây thì nó quá nhiều luôn mà anh chị em nó bội thực mất. Và bội thực kiến thức mà mình không hành động thì không có cái nghĩa lý gì cả, đúng không ạ? À, chưa học à? À, ok, không sao. Thế thì sao? Ở đây là chúng ta học ít nhưng mà thực hành nhiều, đơn giản, đúng không ạ? À, Huy chia sẻ cho anh chị em cái cách mà mình tìm cái tiêu đề. Đây, cái từ khóa đấy. Thì những cái từ khóa thôi miên là từ khóa khiến cho khách hàng mua hàng hoặc là quan tâm hoặc là chú ý. Thì đây là những cái từ khóa đã được đánh giá là gì ạ? Là có những cái giá trị mà khiến cho người khác coi như là có sự thu hút. Những cái như là miễn phí, giảm giá, mới, chuyên nghiệp, đảm bảo, đặc biệt, đã thử nghiệm ngay lập tức. Đấy, đơn giản, mạnh mẽ, to lớn, nổi tiếng, đấy, độc nhất. Ví dụ như là bài chia sẻ lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên cái bài chia sẻ của diễn giả Nguyễn Quang Huy kiểu kiểu vậy đấy, chưa từng có trước đây đấy, kiểu kiểu thế. Hoặc là bài chia sẻ duy nhất một lần trong năm đấy, kiểu kiểu vậy đấy. Hoặc là nội dung mới hoàn toàn đấy. Đấy, thì đấy là những cái tiêu đề, những cái từ khóa mà chúng ta cần phải học thuộc lòng. Anh chị em nhớ nhé, học thuộc lòng, mình cứ đọc đi đọc lại như này. Và cái bài tập ngày hôm nay ấy, đó là chúng ta sẽ phải là gì ạ? Về nhà chúng ta sẽ phải đọc 10 lần tất cả các từ khóa này. Cứ đọc đi đọc lại 10 lần tất cả các từ khóa này. Đúng không ạ? Đấy, đấy là bài tập về nhà. Đấy, cái bài này thì anh chị em cứ tự làm thôi, không cần phải phải quay video. Đúng không ạ? Nhưng mà cái bài tập mà anh chị em cần phải làm ngay sau đây, đó là chúng ta sẽ cùng nhau viết một cái
đoạn ngắn để mà truyền thông cho một cái phòng Zoom nào đó, một phòng Zoom OPP, phòng Zoom họp, phòng Zoom học, hay là phòng Zoom để mà chia sẻ cái giá trị giống như phòng Zoom gà gáy đấy, đúng không ạ? Mà anh chị em cứ viết về Zoom gà gáy đi để mình có thêm khách hàng, mình sau đó mình dùng luôn cái bài viết của mình cộng với cả bài viết của người khác, đúng không ạ? Đấy, để mà chúng ta gì ạ, chúng ta áp dụng. Thế thì chúng ta sẽ có 15 phút, mỗi người sẽ có 15 phút. Rồi, đầu tiên là Huyền Nhung. bài của Huyền Nhung này, chương trình Chiến binh lúc gà gáy. Thì cái tên chương trình ấy thì rất là hay rồi, nhưng mà nó chưa có cái sự thu hút, chưa phải là cái tiêu đề thu hút, chưa tạo ra cái sự gọi là tò mò hấp dẫn, đúng chưa? Đấy, cho nên là mình phải thay đổi, mình thay đổi cái này. À, đây là mình viết theo kiểu truyền thống, theo kiểu là gọi là truyền thông cho những cái người mà gọi là nói nhà nhỉ, là kiểu bắt buộc ấy, kiểu bắt buộc ấy. Đấy, còn ở đây là mình đang phải thu hút những người khác, thì mình phải viết những cái tiêu đề nó phải thực sự là nó gây sự tò mò, chứ còn cái tiêu đề như này nó sẽ chưa ổn và người ta sẽ bỏ qua luôn, người ta sẽ không đọc cái đoạn sau nữa, đúng chưa? Đấy. Sau đó thì mình nói về bạn muốn phát triển bản thân, bạn muốn cái này muốn cái kia, ok. Thì đấy là cái điều mà rất là tốt, đấy là cái phần này là phần gọi là nội dung tức là gì ạ? Nói về những cái thứ mà họ muốn đấy, hoặc nói về những thứ mà họ không muốn, tức là họ muốn tránh đấy. Bạn không muốn là gì ạ? Là nghèo đói suốt đời, bạn không muốn là không kiếm được tiền, bạn không muốn cái gì đó đấy, thì đấy là cái phần nội dung. Như vậy là chúng ta chưa có phần tiêu đề thu hút và chưa có gì ạ. Ở đây là Huy chia sẻ màn hình nhé. Đấy. Đấy ạ. Đấy, chưa có cái tiêu đề thu hút và chưa có cái phụ đề, cái interest làm cho người ta quan tâm. Đấy, mình đưa đi thẳng vào nội dung luôn. Đó. Và diễn giải ra những cái thứ này, chủ giảng gây nhận nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực, sẽ lãnh hội nhiều, chưa có call to action. Ngày hôm nay chúng ta học đúng một công thức thôi, không học nhiều. Bình thường ấy là Huy sẽ tham, sẽ dạy rất là nhiều, nhưng mà dạy nhiều thì anh chị em lại loạn trưởng nên cũng chẳng học được bao nhiêu. Bây giờ dạy đúng một công thức thôi, thế mà anh chị em cũng chưa áp dụng được, đúng chưa ạ? Đấy, đầu tiên là Huyền Nhung là chưa áp dụng được. Rồi, tại sao bạn phải phát triển bản thân mỗi ngày? Câu này đã có cái tiến bộ hơn này. Đấy là gì ạ? Đó là có một câu hỏi và chữ tại sao. Đấy, phát triển bản thân nó là cái thứ mà mọi người muốn. Như vậy là cái câu này nó đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên mình nên tách nó ra. Đấy, không nên để nó liền như này nhá. Hà Thanh Tuyền nhé. Không phải tất cả những người học đều thành công. À, đúng, đây là mình đưa ra một cái awareness, tức là một cái nhận thức, đưa ra một cái thực tế nhận thức. Không phải tất cả những người học đều thành công, nhưng chưa có ca nào thành công mà không học. Đấy, đây là một gọi là đào tạo thị trường đấy. Cái này rất là hay nhá. Đấy, như vậy là họ cảm thấy thú vị hơn để họ đọc tiếp. Cái câu đầu tiên đấy là tại sao bạn phải phát triển bản thân. Đấy là gì ạ? Đấy là cái câu dẫn để mà người ta đọc tiếp câu thứ hai. Đọc câu thứ hai thì họ thấy có vẻ là cũng hay, cũng hấp dẫn đấy, nó đọc thêm như nào, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta nói về cái nội dung bí mật để về một kho tàng kiến thức được dạy miễn phí vào 5 giờ sáng. Em Tuyền nhờ phòng Zoom này mà đã phát triển bản thân lên tầm cao mới, có được niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe. Đây chính là những cái điều mà họ khao khát này, niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Đấy, đúng không ạ? Đấy là những cái điều mà họ mong muốn. Và mình cũng kể câu chuyện của mình, anh chị em thấy không? Bạn Tuyền là bạn kể câu chuyện của mình. Đấy, đó. Thì trong vòng có gì ạ? Có vài chữ thôi, bạn đã kể được cái câu chuyện của mình. Thứ nhất là gì ạ? Mình là chủ chủ thể, đúng không ạ? Và nhờ vào cái gì ạ? Nhờ vào cái phòng Zoom này mà mình đã phát triển lên cái tầm cao mới. Và đây chính là cái gì ạ? Cái tầm cao mới cũng chính là cái gì ạ? Ngôn từ thôi miên, đúng không ạ? Rồi, nếu bạn muốn như mình, hãy comment xác nhận và hiện đúng giờ vào 4 giờ sáng mai. Sáng mai,
À, hãy bước cùng tôi. Rồi, ok. Như vậy là đã có call to action. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, một cái bài viết rất ngắn thôi nhưng mà nó đầy đủ. Chúng ta đang học thì chúng ta làm theo công thức anh chị em nhé. Có thể là hay hoặc không hay nhưng mà phải làm theo công thức. Còn không làm theo công thức thì có hay mấy thì nó cũng là gì ạ? Cũng không phải là cái giống như là cái bài làm ấy. Bây giờ cô giáo bảo tả con chó, mình đi tả con mèo thì đấy là gọi là lạc đề, mặc dù là mình tả con mèo rất là hay nhưng mà vẫn bị chấm là không điểm bởi vì mình lạc đề. Đấy, cho nên cái việc đầu tiên đó là mình phải có khả năng là gì ạ? Nắm bắt được cái đề bài anh chị em nhé. Rồi. À, chiến binh gà gáy à, cũng được nhưng mà nó chưa hấp dẫn lắm. À, trong cuộc sống chắc chắn ai cũng muốn mình thành công và hạnh phúc, nhưng làm thế nào để đạt được cả hai? Vì thế có người chọn đánh đổi hạnh phúc để thành công. À, cái đoạn này thì đáng ra mình không nên bỏ bỏ cái đoạn cuối này đi. Vì thế có người chọn đổi hạnh phúc để thành công, thì cái đoạn này mình nếu mà muốn ấy, mình đưa vào phần nội dung. Đấy, đoạn đến đây được rồi. Làm thế nào để có được cả hai? Chấm hỏi đây một phát thì người ta sẽ gì ạ? Tò mò để đọc thêm cái phần tiếp theo. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Có người đánh đổi hạnh phúc thành công thì có những ông mà gì ạ? Ông không thích. Ông không thích điều này, ông bảo là tao không thích đánh đổi hạnh phúc thành công, tao không đọc nữa. À, không quan tâm. Đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy. Rồi hãy đến phòng Zoom, tức là cái phần này nó không liên quan đến phần dưới này. Hãy đến với phòng Zoom, thành công không đánh đổi hạnh phúc của bản thân. À, gia đình mà là tạo ra hạnh phúc cho bản thân và cho người khác. Thì cái này này, cái tiêu đề này này, tiêu đề của cái chương trình Zoom này này là quá dài. Cái tiêu đề của phòng Zoom này thì chính là gì ạ? Chính là cái tiêu đề mà anh chị em mình hay hay nói tới ấy. Cái tiêu đề của phòng Zoom nó không được quá dài, nó phải ngắn gọn, đơn giản, xúc tích và đánh thẳng vào gì ạ? Mong muốn của nhu cầu của người khác. Chứ còn đây là một tiêu đề quá dài. Thành công không đánh đổi hạnh phúc của bản thân, của gia đình mà tạo ra hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho người khác. Thì đây là một tiêu đề dài và khiến cho người ta ngại đọc. Đúng không ạ? Và khi người ta ngại đọc thì cái tiêu đề này nó không còn hấp dẫn nữa. Đó. Mình có thể biến cái tiêu đề này thành một cái tiêu đề ngắn gọn, đơn giản. Đó là gì ạ? Hạnh phúc và thành công. Đấy. Bạn chọn cái nào? Kiểu kiểu vậy. Đấy. Mình tạo ra một cái tiêu đề nào đó nó ngắn gọn. Hay là gì ạ? À, thành công là hạnh phúc. Thế thôi. Thành công là hạnh phúc. Đấy. Đấy là những cái tiêu đề nó chỉ mang tính chất đơn giản, ngắn gọn. Bởi vì cái tiêu đề này ấy, thì nó không phải là cái nội dung. Cái này nó không phải nội dung. Rồi. Bí mật sẽ được tiết lộ. Đây. Bí mật này được tiết lộ này. Đây là những cái từ khóa thôi miên này. Đấy. Và kêu gọi đồng đội cùng có mặt trong phòng Zoom nhé. À, kêu gọi đồng đội, như vậy là mình đang gì ạ? Mình đang truyền thông cho nhóm gì ạ? Cho nhóm nhà phân phối này đúng không ạ? Rồi. À, đây là cái một cái bài bài truyền thông dành cho những cái gì ạ? Những cái nhóm các cái nhà phân phối, không phải khách mời. Được chưa ạ? Sau đó thì lại có ngay thêm các cái content phụ đúng không ạ? Đừng bỏ qua chương trình sáng mai, mọi nguồn lực. À, cái này hình như là nó có giống giống cái bài nào rồi đấy. Đấy. Cái đoạn này thì đưa vào cái đoạn này cũng 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 hay để nhắc nhở anh chị em cũng hay. Đấy là gì ạ? Đấy là lưu ý những cái hành động đúng không ạ? Ok, thì về một cơ bản một cái bài nó liên quan đến gọi là truyền thông ở bên trong đội nhóm như thế này là được, không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Nhưng mà có vẻ nó đang copy ở đâu đấy. Mình nên tạo cái thứ mới của mình nhá. Mình đang thực hành mà. Bây giờ mình copy thì cũng được, nhưng copy đấy là một cái hướng dẫn khác. Đây là chưa đến cái đoạn hướng dẫn đấy, mình đã đi trước rồi. À, lớp học chiến binh 5 giờ sáng của gì ạ? Hằng. Rồi, lớp học này đã giúp anh chị em có nhìn thấy Có thế ơi. rồi. Lớp học này đã giúp cho rất nhiều người có cơ hội phát triển bản thân mà lại hoàn toàn miễn phí. Bạn đã biết chưa? Làm thế nào để mình tự tin hơn trong giao tiếp? Bạn thật sự mong muốn mình phát triển mỗi ngày. Cách để kết nối với nhiều người hơn, để có nhiều mối quan hệ hơn.
Câu trả lời sẽ có trong lớp học Chiến binh 5 giờ sáng, hãy inbox ngay cho mình để được hướng dẫn. Ok, về cơ bản là bài này cũng được, nhưng mà có vẻ là nó đang hơi hơi chưa được hay cho lắm. Nếu mà mình như này, thứ nhất là cái tiêu đề lớp học chiến binh 5 giờ sáng thì nó liên quan gì đến tôi? Tôi là một người lạ, một người khách mời, một người không biết gì, thì cái tiêu đề này liên quan gì đến tôi? 5 giờ sáng thì sao? Tôi cũng có hay dậy 5 giờ sáng đâu. Rồi chiến binh thì liên quan gì đến tôi? Đúng không ạ? Đấy, thì mình phải có một cái tiêu đề nó mình áp dụng cái tiêu đề dựa trên cái công thức mình vừa mới học á. Đó, ở đây là mình chưa áp dụng cái công thức. Cái thứ hai thì cái này ấy, giúp cho nhiều người có cơ hội phát triển bản thân, thì trong đó có tôi hay không? Đấy, đúng không ạ? Nhiều người thì trong đó có tôi hay không? Thì ở đây á, là chúng ta khi mà chúng ta nói thì chúng ta nói về hai cái ngôi. Ngôi thứ nhất đấy là ngôi mình, đấy là lớp học này đã giúp tôi phát triển bản thân, giống như bạn Hà Thanh Tuyền lúc nãy á. Đó là lớp học này đã giúp tôi phát triển bản thân và lên một tầm cao mới, đấy là ngôi thứ nhất là tôi. Ngôi thứ hai, đó là ngôi thứ hai là bạn. Lớp này chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển và thành công, đúng không ạ? Tức là cái người nghe, cái người đọc ấy. Chứ còn giúp cho nhiều người thì họ là nhiều người, tức là không có mình, đúng không ạ? Giúp cho nhiều người tức là không có mình. Thế làm sao để họ gắn mình vào trong đó? Một là tôi, hai là bạn. Chứ đừng nói nhiều người, nói nhiều người nói chung chung thì ra là chẳng có ai cả. Người ta bảo cha chung không ai khóc ấy. Đấy, bảo là nhiều người tức là không có mình, hoặc tất cả mọi người thì là không có mình. Đấy. Ví dụ như là hỏi là anh chị em muốn thành công, bạn có muốn thành công không? Bảo là ai chẳng muốn thành công, tức là không có tôi. Khi mà họ trả lời như vậy tức là họ không muốn đâu anh chị em nhé. Họ bảo là tất nhiên rồi, mà tất nhiên là như nào, mình phải hỏi lại kỹ. Đấy là gì ạ? Đấy là một cái thủ thuật tâm lý thôi. Khi mà họ nói là mọi người đều muốn, tức là họ không muốn. Anh chị em nhớ nhé, gọi là tất cả mọi người đều muốn thì tức là họ không muốn. Thế mới hay anh chị em. Cứ hỏi là thế mày có muốn kiếm tiền không, mà ai chẳng muốn thì tức là nó không muốn. Cái câu hỏi đơn giản là mày có muốn không, thì nếu mà nó muốn, nó bảo là tao có muốn, thế thôi. Nhưng mà nó lại gì ạ? Nó không muốn, cho nên nó mới đẩy cho thằng khác muốn. Thằng bên cạnh muốn này, thằng thằng B nó muốn, thằng A muốn, thằng trên nó muốn, thằng dưới muốn, còn tao thì chưa biết. Đúng không? Nó đẩy sang một cái ngôi thứ ba nữa, tức là nó không sẵn sàng để nó trả lời câu hỏi đấy. Đấy, cho anh chị em hiểu cái tâm lý ở chỗ này không? Khi mà mình nói về cái ngôi thứ ba ấy, thì nó không liên quan gì đến nó. Đấy, ngồi chúng ta, ngồi mọi người, ngồi nhiều người thì lại không phải là cái người đó. Cho nên cái này là cái thủ thuật rất là lưu ý một chút thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho cái bài viết của mình nó chỉnh chu hơn. Bạn đã biết chưa, đặt một câu hỏi rất là ok. Đấy, có thể bạn chưa biết, có thể bí mật là mình dùng thêm những cái từ ngữ thôi miên ở trong cái bài viết này. Bài viết này đang bị thiếu những cái từ thôi miên, cho nên nó chưa có sự hấp dẫn lắm nhá. Cái này thì mình phải rút kinh nghiệm thêm nhá. Đấy ạ, có call to action, ok tốt rồi. Vũ Thúy này, ngôn từ thôi miên tiêu đề là như nào? Nó viết chụp cái gì đấy, chụp cái lý thuyết à? Trời ơi, viết được mấy dòng chụp lên cho nó xong. Thế có làm bài không ở Vũ Thúy? Vũ Thúy có đấy không? Dạ em mình nhìn nhầm mất tiêu đề rồi ạ. Nhầm mất tiêu đề là như nào? Em chưa ấy được, em chưa biết được, nó chưa được hoàn chỉnh. Chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh thì mình phải viết xuống cái chưa hoàn chỉnh, nhưng mình lại viết cái lý thuyết này vào làm gì? Em xin lỗi em làm lại. Làm đi, phải làm đi, phải tập đi, phải làm nhiều lên. Cứ không làm, học xong rồi không làm, xong cuối cùng lại học, xong lại học, xong lại học, không học, xong lại học, xong lại học, học mãi cũng chẳng làm, cũng chẳng bao giờ có được cái kiến thức cả. Cái kiến thức, kỹ năng nó phải đến từ cái việc làm chứ không phải việc học. À, Đức Khang này, ba cách có thể giúp bạn giao tiếp tốt hơn với những người lạ xung quanh vô cùng hiệu quả. Ok, như vậy là gì ạ? Là chúng ta có gì ạ? Ba cách để giúp bạn giao tiếp tốt hơn, đúng không ạ? Với những người lạ xung quanh vô cùng hiệu quả. Ok, hơi dài một tí nhưng mà vẫn trong cái
trong cái gọi là chấp nhận được, vẫn là dưới 100 chữ và gì ạ, và trên một dòng vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên vẫn hơi dài, ngắn hơn một chút nữa thì tốt hơn nhá. Càng ngắn mới khó, còn dài thì dễ. Khi bạn nhận được một thiếp mời đến dự một buổi tiệc vô cùng hoành tráng với nhiều người nổi tiếng thì sao? Làm thế nào để phá băng? Nếu như mà cái câu này nó nối với câu này thì đừng có ngắt ra như thế này. Câu này đến đây thì sao, nó cụt ngủn này. Xong đến xuống này, dưới này, làm thế nào phá băng trong một bữa tiệc hay nơi công cộng với người lạ? Cái câu này với câu này nó chẳng liên quan đến nhau. Không cần cái câu này thì cái câu này nó vẫn hiệu, vẫn vẫn đạt được cái hiệu quả của nó. Đó là làm thế nào. Thế còn khi bạn nhận được một thiệp mời đến một buổi tiệc vô cùng hoành tráng với những người nổi tiếng thì sao? Thì sao? Đúng không ạ? Cái chỗ này nó hơi bị cụt này, cho nên là mình bỏ cái câu này đi, mình chỉ làm lấy câu này thôi. Làm thế nào để phá băng? Phá băng với ai? À, với người lạ, đúng không ạ? Trong một bữa tiệc đó, à, bữa tiệc mà mình đến được tham dự này, thì mình đưa cái này, này một bữa tiệc và gì ạ, một bữa tiệc thôi, mình bỏ chữ đó này đi. Cái việc mà nhận được thiệp mời hay không nhận được thiệp mời, có người không nhận được thiệp mời họ vẫn đến mà, vì sao nhất định phải có thiệp? Không có thiệp mình nhắn tin có được không, đúng không ạ? Thế là mình tự hạn chế cái người nghe này. Người nghe bảo không, tôi không có nhận, không nhận được thiệp, thì bây giờ tôi đến chỗ lớp học, tôi đến hội nghị, tôi đến sự kiện thì tôi có áp dụng được cái công thức này không? Không áp dụng được, thế thôi tôi không nghe đọc nữa. Chỉ có người nào nhận được thiệp đến một buổi tiệc vô cùng hoành tráng thì họ mới quan tâm đến các nội dung phía sau, còn nếu mà họ không nhận được thiệp và họ không đến buổi tiệc vô cùng hoành tráng thì tự họ không quan tâm đến nội dung phía sau nữa, đúng không? Đấy, cho nên là chỗ này là chúng ta phải lưu ý. Rồi, bạn sẽ làm gì, từng bước diễn ra như thế nào? Đặt câu hỏi này là rất là hay này. Đấy, bạn muốn quan hệ mở ra và đạt lợi ích phát triển như thế nào? À, đặt những câu hỏi đấy là những điều rất tuyệt vời, và những câu hỏi này nó cần gì ạ? Cần đi đúng vào cái khát khao của họ, đúng không ạ? Hãy đến với chương trình Chiến binh lúc cà gáy hoàn toàn miễn phí của chúng tôi. Đoạn này là đoạn hơi dài nhưng mà cũng được, nhưng mà chúng ta đưa ra cái miễn phí. À, rồi, chương trình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện giao tiếp một cách đơn giản nhất để bạn có thể thực hiện ngay lập tức. À, hai chữ thực hiện này, thực hiện này, thực hiện này, hai chữ thực hiện này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ làm bị trùng lặp, và không nên lập hai chữ thực hiện trong cùng một câu như này. Đấy, đơn giản nhất, ngay lập tức, vô cùng hiệu quả. Đấy là những cái từ mà chúng ta cần giữ lại. Được chưa? Nội dung, cái đoạn này thì cũng được, nhưng mà mình nên có cái câu nối từ trên xuống dưới hay hơn. À, cách phá băng, nếu bạn muốn hãy đến với chương trình. À, cách phá băng và xây dựng mối quan hệ với người lạ giúp bán hàng và kinh doanh thuận lợi. Đấy, rồi chủ giảng, ok, mấy cái này về cơ bản nó không đọc đâu. Viết cho nó hay thôi. Rồi, ok, được. Đoạn này là nhắc nhở một chút. Đôi khi là cái phần lưu ý này này, nó là cái phần rất là hay này. Tức là mình yêu cầu họ, mình dám yêu cầu họ thì làm sao ạ? Thì họ lại càng gì ạ? Càng trân trọng. Đấy. Ví dụ như là ở trong BNI ấy, khi mà mời khách ấy, bao giờ cũng là gì ạ? Anh chị nhớ này, anh chị nhớ mang theo nhiều các visit để kết nối thêm với nhiều chủ doanh nghiệp khác. Đấy, tức là mình lưu ý, mình nhắc nhở cũng như là mình yêu cầu họ, hoặc là mình sẽ có phần lưu ý là anh chị nhớ ăn mặc theo phong cách doanh nhân đấy, để tham gia cuộc họp. Đấy, mình yêu cầu họ thì họ biết là họ cần phải chuẩn bị cái gì và họ chuẩn bị tâm lý như thế nào. Đấy, như vậy thì họ sẽ rất là hay. Thì trong cái phòng Zoom này thì mình gọi là tập hướng dẫn họ cũng là tắt mic, bật cam, chuẩn bị sổ bút đầy đủ, là cũng là cái rất hay. Rồi, trong cuộc sống này ai cũng muốn được phát huy khả năng bản thân. À, đoạn này lại là cái đoạn này ai cũng muốn, tức là mình không muốn và họ cũng không muốn. Anh chị em nhớ cái này nhé,
trong cuộc sống ai cũng muốn, tức là mình không muốn và họ không muốn, cho nên nhớ lưu ý là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái câu này nó chưa phải là cái câu mà nó gọi là gây sự tò mò, gây sự thu hút đấy, nó là cái gọi là awareness, tức là nó gọi là nhận thức. Cái câu này nên nên đưa vào phần nội dung, ở đây là phần nội dung chứ không phải là tiêu đề, đúng không ạ? Tiêu đề nó phải tạo sự tò mò, nó phải gây sốc, nó phải thu hút, nó phải khác biệt, nó phải lạ, nó phải độc đấy. Đọc phát là muốn đọc tiếp theo, chứ còn câu này nó là câu câu bảo là thế ai cũng muốn, thế mày muốn thì mày mày phát huy thì tao không muốn. Ai cũng muốn tức là tao không muốn đó. Bạn luôn mong muốn được chứng minh và ghi nhận thành công của mình đấy, phẩy cách ra một cái nha anh chị em nhớ này, viết content những cái phần này rất là lưu ý, phẩy là phải cách ra một cái nha đấy. Có những người này phẩy mà không cách ra này là không được nha đấy. Hoặc là gì ạ, có những người là gì ạ, là cách xong rồi chấm xong rồi cách là cũng không được nha, đến đoạn này là chấm không có cách nha, chấm xong bắt đầu cách chứ không phải là cách xong chấm xong lại cách như này là cũng không đúng đấy, đúng không ạ? Lưu ý rồi. Bạn luôn mong muốn được chứng minh và ghi nhận thành công của mình, điều mình học được, nghe thấy, mình nghe được, chứng minh ghi nhận thành công của mình, điều mình học được, mình nghe được. Nó hơi cụt, nó chưa thể hiện cái điều gì cả. Anh chị em lưu ý là khi mà mình viết ấy, là mình phải trau chuốt từng câu từng chữ một. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người ta sẽ rất là không thích đọc những cái câu mà nó rườm rà, nó tối nghĩa, đúng không ạ? Bởi vì cái quá nhiều thứ họ phải đọc mỗi ngày. Bây giờ mình đọc làm sao nó phải ngắn gọn, xúc tích, đơn giản nhưng mà đúng vào cái thứ họ cần. Muốn thành công trong cuộc sống, điều bạn cần phải trau dồi thường xuyên chính là kỹ năng phát triển bản thân. Rồi, đó là những điều gì? Điều này sẽ được bật mí vào sáng mai, 11 tháng 3, với chủ đề hôm nay ngày 10, với chủ đề 12 điều giúp bạn phát triển bản thân để thành công. Nhận inbox ngay để nhận ID Zoom bạn nhé. Ok. Thì cái đoạn này á, đến cái đoạn này này, bí mật này. Điều này sẽ được bật mí vào sáng mai này. Rồi. Thì nó chưa tạo ra sự khát khao lắm. Trong cái bài viết này nó chưa tạo ra sự khát khao lắm. Đấy. Mặc dù nó cũng được một nửa cái công thức rồi, cái đoạn mà tiêu đề với tiêu đề phụ là mình chưa có nói được, mà mình ở đây mình đang nói về nội dung nhiều hơn. Ở đây là đi thẳng vào nội dung này. Đấy. Sau đó thì mình chưa tạo ra cái khao khát lắm. Chưa chưa làm cho họ thực sự là mong muốn lắm. Đọc cái này thì chưa khao khát lắm. Nó chưa đạt yêu cầu. Được chưa? Đó. Rồi để cái số điện thoại ở đây là dở. Bất kể khi nào mình đẩy số điện thoại ở đây là dở, giống kiểu khoan khoan cắt bê tông, cứ đặt số điện thoại vào phát là người ta dị ứng ngay, đúng không ạ? Đấy, bán hàng rồi, lại bán hàng rồi, lại bán hàng rồi, đấy, đúng không ạ? Inbox để nhận ID Zoom, đấy. Xong rồi nói thêm câu gì nữa để mà người ta khao khát, người ta phải vào nhận ngay. Ví dụ như là duy nhất chỉ dành cho hai người inbox đầu tiên, kiểu kiểu vậy. Hoặc là gì ạ, là số lượng có hạn đấy, hoặc là chỉ ưu tiên cho những người đến sớm, kiểu kiểu vậy đấy. Thì mình sẽ có những cái nó gọi là giới hạn, hay là tạo ra sự khao khát, tạo ra sự khan hiếm ở trong cái chương trình này. Bây giờ nếu mà mình nói là miễn phí thì họ gì ạ, họ không thích. Mà mình nói là gì ạ, giá trị chương trình là 60 triệu, chúng ta học trong vòng 6 tháng, nhưng được tài trợ bởi tổ chức GN hoặc được tài trợ bởi Diamond Team, cho nên chúng ta sẽ được học miễn phí trong vòng 1 tháng. Đấy, kiểu kiểu vậy. Ừ. Thì đấy là cái họ bảo ui, thế là họ tiết kiệm được 60 triệu. Chứ bây giờ bảo miễn phí cái gì là gì ạ? Cái gì miễn phí là cái thứ gì ạ? Cái thứ ôi, cái thứ thiu. Nó lại thế cơ. Rồi.
Làm thế nào để tự tin nói trước đám đông trong vòng 1 tuần? Đấy, câu này có vẻ được này. Làm thế nào là cái câu rất là hay để tự tin nói trước đám đông, đó là gì ạ? Là cái điều mà mọi người mong muốn. Lại trong vòng 1 tuần thì là gì ạ? Là càng tuyệt vời, đúng không ạ? 5 bước để tự tin và nhuần nhuyễn hơn khi nói trước đám đông. Cách 1, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Nào chúng ta cùng thực hiện hàng ngày được không? Thì cái này nó không phải là cái chương trình kêu gọi gì hết, mà nó là một cái bài viết trao giá trị thôi, đúng không ạ? Đấy, bài viết trao giá trị và chúng ta cùng thực hiện được không? Không phải là cái kêu gọi hành động, anh chị em nhé. Kêu gọi hành động, nó call to action, nó phải hành động cụ thể. Hành động cụ thể là gì ạ? Hành động cụ thể không phải là thực hành ngay được không? Không phải. Mà hành động cụ thể đó là gì ạ? Là phải có một cái hình ảnh nào đó, có một cái động từ nào trong đó, đúng không ạ? Đấy, chứ không phải như này. Đây là bài viết trao giá trị thôi, không phải là bài viết gọi là truyền thông, hay là không phải là bài viết để mà tee up hay là mời khách. Phải có những cái bài viết là mời khách, đúng không ạ? Ví dụ như này nhá, mình cũng có thể bài viết trao giá trị này, làm thế nào để tự tin nó cho bước một, bước hai, bước ba này. Sau đó mình nói thêm là như này, mình nói thêm đó là nếu bạn muốn biết nhiều hơn, hãy tham gia cùng tôi vào chương trình đào tạo thực chiến 5 giờ sáng mỗi ngày. Chương trình này trị giá 60 triệu một khóa 6 tháng học hàng ngày. Tuy nhiên, tôi có vé miễn phí dành cho duy nhất hai bạn comment nhanh nhất hoặc inbox nhanh nhất. Inbox ngay nếu bạn thực sự muốn điều này. Ok không ạ? Đấy, tức là vẫn cái đoạn này rất là hay rồi, nhưng mà mình thêm vào cái phần sau đó, nó tạo sự khan hiếm, tạo ra sự khao khát ở trong cái diện, trong cái bài viết của mình. Đúng không ạ? Đấy, cái câu đầu tiên này rất là hay này. Đấy, sau đó là mình đưa thêm vào những cái nội dung này để mà mình sẽ trao giá trị trước cho khách hàng. Ok, đấy là một cái hướng dẫn rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp theo này. Trong cuộc sống ai cũng muốn thành công và hạnh phúc, nhưng thật khó để đạt được cả hai. Cái này là gì ạ? Là mình lại copy rồi. Rồi. Không muốn nói cho bạn biết. Hãy đến với phòng Zoom để nhận giá trị thành công, hạnh phúc là một cặp song hành. Vẫn chưa phải là call to action, và hãy đến với phòng Zoom nhưng chưa phải call to action. Call to action phải là hành động cụ thể. Đặt đồng hồ vào 4 giờ 45 phút sáng mai và cùng tham gia. Đấy, đặt đồng hồ mới là một hành động, chứ không phải là cùng tham gia là một hành động. Được chưa ạ? Đấy. Phòng Zoom có thêm cái biểu tượng này, rất hay, rất sáng tạo đúng không? Có gì vui vậy? Thế bắt đầu người ta tò mò, không biết biểu tượng này là cái gì, bắt đầu người ta đọc tiếp. Đấy là một cái ý tưởng rất sáng tạo đúng không ạ? Mà hơn 400 thành viên tham gia sôi nổi nhiệt tình, trong khi đó có một số người lại đang trong chăn ấm đệm êm. Hơi dài, ngắn đi một tí nữa, tìm cách ngắn đi một tí nữa. Làm sao mà hơn 400 thành viên tham gia sôi nổi nhiệt tình. Thế này thôi. Đấy, cái đoạn này thì mình đưa sang cái gì ạ? Cái phần khác, đưa sang cái phần khác. Đấy, đưa sang cái phần content phụ. Đấy, còn nếu mà không thì nó lại dài quá. Hoặc là gì ạ? Phòng Zoom và cái có gì mà vui vậy mình tách ra. Đấy, xuống bên dưới thì nó là gì ạ? Là content phụ. Hơn 400 thành viên được học miễn phí. Hơn 400 thành viên tham gia sôi nổi nhiệt tình. Đó. Một số người lại đang trong gần chăn ấm đệm êm, thì số người trong chăn ấm đệm êm nữa là mình đây rồi. Đấy, thế thì phải nói thế nào để cho nó cho cái chỗ này ấy, để cho người ta cảm thấy khao khát này, làm cho người ta cảm thấy thích thú này. Đấy, tức là nhỉ, hơn 400 người đã vượt qua được cái sự ấm áp của chiếc giường để dậy sớm
và tham gia phòng Zoom đặc biệt này. Tức là cái từ vượt qua được ấy, bởi vì họ cũng muốn vượt qua, họ cũng muốn dậy sớm nhưng họ không thể dậy sớm được, trong khi có hơn 400 người dậy sớm được, thì chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là đây là một cái phòng Zoom rất giá trị đây, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Từ người cao tuổi đến sinh viên, thứ nhất hoàn toàn miễn phí. Nếu mà từ người cao tuổi đến sinh viên thì mình phải thêm là gì ạ? Là từ nam đến nữ, là từ già đến trẻ, rồi là từ gì ạ? Từ khỏe đến yếu hoặc là cái gì đó. Chứ còn mỗi một cái này xong đó lại thứ nhất, thứ hai, thứ ba này, đã là thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì mình không liệt kê vào đây. Đấy, cái đoạn này nó lại bị cụt, nó lại bị tách ra khỏi bên dưới này. Thứ nhất hoàn toàn miễn phí, thứ hai không làm mất thời gian hành chính, thứ ba là chủ đề linh hoạt theo ngày, các chủ giảng năng lượng nhiệt huyết. Đây là thứ tư. thứ năm là nội dung phong phú hấp dẫn. Đấy, thì ở đây là có thể là thứ nhất đó là gì ạ? Phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đấy. Thì cái này cũng là hay này, nhưng mà mình có thể hay hơn đó là mình nói rằng là gì ạ? Là chỉ không cần biết là bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn mong muốn phát triển bản thân và phát triển kinh doanh thì đây là phòng Zoom dành cho bạn. Đấy. Ok không ạ? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì mình, thứ nhất là từ nhất, thứ hai là thứ hai, thứ ba thì mình không để là số 3 được nhá chị Xuân nhá. Mình bao giờ nó là nhất, thứ hai, thứ ba thì đây phải là chữ chữ 3 chứ không phải là số 3. Được chưa ạ? Đấy. Rồi đã đánh dấu ở trên này là đánh dấu cái mũi tên này thì bên cạnh này là mình phải là gì ạ? Nó phải cùng một cái nội dung là thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó ạ. Rồi cái này là cái mũi tên này là không cách ra này thì nó sẽ không, nó không có hiển thị giống như cái trên này. Cô bác anh chị nào quan tâm vui lòng inbox Xuân để được hướng dẫn. Đừng nói cô bác anh chị em nào, mình nói là bạn quan tâm thì vui lòng inbox thế thôi, chứ còn cô bác anh chị em, cô dì chú bác bà ông cháu nhiều lắm, nên là mình ghi đơn giản, cái từ đại từ nhân xưng nó đơn giản thôi, đúng không ạ? Quan tâm vui lòng inbox để được hướng dẫn. Ok rồi. Rồi làm thế nào để chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà? Đấy, đây là một cái chủ đề rất là hay này. Đấy, làm thế nào, đó là một cái câu phù hợp để làm tiêu đề, đúng không ạ? Chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà. Đấy. Hiện nay là chúng ta đang bị cách ly rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà chăm sóc sức khỏe tại nhà đấy là một cái nội dung mà nhiều người quan tâm. Theo thống kê, Lấy rồi con nít ngẩm đi những con. người có khả năng tự bảo vệ sức khỏe lên đến 31%. Vì thế cơ thể chính là bác sĩ chữa bệnh hoàn hảo nhất. Cái phần này nó phần nội dung, cái phần này tạo ra cái sự nhận thức cho người khác, nó gọi là awareness. Đấy. Tạo ra sự nhận thức cho người khác, đúng không ạ? Cho nên là cái phần này chúng ta đưa vào content phụ cũng được, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái tiêu đề phụ ở đây thì tốt hơn để mà diễn giải cho cái tiêu đề chính này. Tại sao chúng ta phải chăm sóc sức khỏe tại nhà? Đúng không ạ? Đấy. Thì cái phần tiêu đề phụ nó sẽ giải thích cho tiêu đề chính để cho người ta có sự quan tâm, chú ý, thu hút hơn. Tuy nhiên, đối với một cơ thể sống quá nghèo nàn, dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất sẽ không bao giờ có đủ sức đề kháng chống lại dịch bệnh và ung thư. Cái này chúng ta nên gắn với những cái hot trend hiện nay, đấy là dịch COVID. Đấy. Chúng ta phải đưa ra cho họ cái nhận thức là dịch COVID nó rất là nguy hiểm và cơ thể thì đang bị thiếu rất là nhiều cái dinh dưỡng. Cái sự nghèo nàn này cũng là một cái ngôn từ thôi miên này, làm cho người ta có cái cảm xúc, đúng không ạ? Rồi, lại tiếp tục làm thế nào để sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tại nhà có đủ dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất. Đấy. Mời, thì cái chỗ này nó phải có chấm, có phẩy hoặc là xuống dòng này. Mời mọi người tham gia Zoom gà gáy vào lúc 5 giờ ngày tại phòng Zoom ID. Đấy. Chắc chắn khi tham dự Zoom mọi người sẽ có phương pháp cho mình để có một cơ thể khỏe mạnh và đầy đủ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Rồi. Có từ chắc chắn này cũng là làm cho người ta có cảm xúc hơn này, đúng không ạ? Ok nhá. Thì cái bài này nó
Bố cục thì cũng được, nhưng mà nếu mà thêm cái tiêu đề phụ này thì tốt hơn này. Cộng thêm cái nữa đó là gì ạ? Là mình có thể không cần phải nói lại về cái chủ đề này, hoặc nói lại cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà cái đoạn này là phải ngắt ra này. Đấy. Đúng không ạ? Thêm vào nữa là chúng ta cần phải có một cái call to action. Chắc chắn đây là cái từ đảm bảo này. Đấy là cái này nó gọi là đảm bảo. Trong cái phần nội dung ấy và cái phần call to action ấy, nó có hai ba cái lưu ý anh chị em mà Huy chưa có đào tạo, nhưng mà lưu ý cho anh chị em. Cái thứ nhất đó là gì ạ? Là tạo sự khan hiếm. Cái thứ hai đó là gì ạ? Đó là đưa ra những lời đảm bảo. Cái thứ ba đó là xử lý sự từ chối. Đấy, xử lý sự từ chối, một trong ba cái thứ đó. Ví dụ như là nó không mất nhiều thời gian. Đấy, nó rất là đơn giản. Đó, thì đấy là xử lý sự từ chối. Hoặc là từ già đến trẻ ai cũng có thể học được, ví dụ thế. Thì đấy là gì ạ? Xử lý sự từ chối. Cứ có nhiều người bảo là tôi già quá chắc tôi không phù hợp, tôi trẻ quá chắc tôi không học được, kiểu kiểu vậy. Thì mình đưa ra cái sự gì ạ? Xử lý sự từ chối ở trong cái bước số 3, là bước nội dung á, đúng không ạ? Đó, thì cái đoạn này là cái đoạn chắc chắn này, là đưa ra lời đảm bảo. Ví dụ như là chắc chắn là bạn sẽ phát triển khi bạn tham gia vào Diamond Team, kiểu kiểu vậy. Thì đấy là lời đảm bảo. Nhưng chưa có call to action. Như vậy là cái bài này thiếu mất hai phần. Thứ nhất là gì ạ? Là tiêu đề phụ. Thứ hai là call to action. Đấy ạ? Hành động cụ thể để mà cái người đọc xong là gì? Phải có sự inbox, phải có sự nói chuyện, phải nhấn vào link hoặc đăng ký hoặc là cái gì đó, nó phải có một cái gì đó, hoặc đặt chuông đồng hồ, có một cái gì đó hành động ở đây, nó bị thiếu ở đây, đúng không ạ? Rồi, bạn là người luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chấm hỏi. Bạn có phải là người luôn nỗ lực, chứ còn bạn là tức là gì ạ? Là câu khẳng định, nhưng ở đoạn cuối này là gì ạ? Lại chấm hỏi. Câu này mà không có chấm hỏi thì nó là câu tường thuật. Bạn là người luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Tự nhiên thành chấm hỏi phát nó thành câu hỏi, nhưng mà nó không phải là câu hỏi. Bạn là tức là câu gì ạ? Câu tường thuật, đúng không ạ? Bạn muốn vượt ra khỏi vùng an toàn. Đây, bạn muốn thì lại khác nha. Bạn muốn vượt ra vùng an toàn của bản thân. Bạn có muốn vượt ra vùng an toàn của bản thân. Đó. Bạn muốn vượt ra vùng an toàn bản thân, chấm hỏi cũng được. Được chưa ạ? Bạn muốn học tập và phát triển bản thân, chấm hỏi. Mình tách ra thành ba dòng. Được chưa ạ? Nhưng mà không hiểu đây là cái nào là tiêu đề chính, cái nào tiêu đề phụ, hay là cái này là nội dung. Cái này đáng ra là chúng ta là đưa vào phần nội dung thì đúng hơn. Tất cả ba cái này chúng ta đưa vào phần nội dung, đúng không ạ? Hãy dậy sớm và tham dự câu bộ rung gà gáy để lĩnh hội kiến thức mỗi ngày từ chủ giảng tâm huyết và thành công. Chủ giảng tâm huyết và thành công thì liên quan gì đến tôi? Dậy sớm tham dự câu bộ rung gà gáy để làm gì, đúng không ạ? Cái câu bên trên là mình đặt câu hỏi. Nếu mà thực sự đặt câu hỏi thì mình phải là câu hỏi. Ở đây là câu tường thuật, câu khẳng định, câu 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 ở thời hiện tại thì gọi là câu khẳng định, thì nó không phải câu hỏi. Mấy câu sau thì còn được hơn. Nhưng mà gì ạ? Tại sao tôi phải dậy sớm? À, để mà gì ạ? Đạt được cái điều này, hoặc là dậy sớm là thành công, để mà bạn có thể phát triển bản thân để làm gì đó, đúng không ạ? Để vượt qua cái này, đặt ra câu hỏi, sau đó là gì ạ? Sau đó là hãy tham dự chương trình. Chương trình để làm gì, đúng không ạ? Nó phải đưa ra cái câu khẳng định. Sau này mọi nguồn lực đều có trong bạn, hãy biết cách khơi dậy nó. Một cái câu nó gọi là awareness, tức là câu đào tạo thị trường. Đấy, ở trong cái phần nội dung hoặc là trong cái phần tạo ra sự thú vị, cái phần interest, phần bước 2 ạ, hoặc là bước 3, chúng ta có thể đưa ra cái phần gọi là đào tạo thị trường. Đấy, đào tạo thị trường, mọi nguồn lực đều có trong bạn, bạn biết cách để hãy biết cách khơi dậy nó. Đây là đào tạo thị trường, hay là tạo ra sự nhận thức ở cho cái người nghe, đúng không ạ? Nó giống, nó là một phần lưu ý mà Huy chưa nói anh chị em ạ. Đó. Đừng bỏ lỡ Zoom ra sáng ID pass. Rồi, đừng bỏ lỡ không phải là kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động
phải có một cái hành động cụ thể, đừng bỏ lỡ không phải hành động. Hành động nó phải là một động từ, đặt chuông báo thức, inbox. Hành động cái gì đấy, một phải có cái hình ảnh gì đó hành động. Được không ạ? Động từ rồi đấy là gì? Run, chạy, bước, đi, cắt, nói chuyện, bấm vào, đăng ký, hoặc là gì ạ? Viết xuống, bất kể cái gì, xác nhận một cái hành động cụ thể thì mới gọi là call to action. Chứ còn là gì ạ? Hãy tham gia cùng với tôi, hãy gì ạ? Đừng bỏ lỡ, thì đấy không phải là hành động. Cho nên là gì ạ? Bài này cũng bị thiếu. Bài này thiếu cả tiêu đề, thiếu cả phần gì ạ? Phần kêu gọi hành động. Đúng không ạ? Thiếu cả cái phần tiêu đề phụ luôn. Rồi. Nguyễn Thúy, làm thế nào để thay đổi tư duy, phát triển bản thân, đột phá trong kinh doanh? Chỗ này lưu ý, chỗ này là phẩy cách, chỗ này phẩy là không cách này. Đúng không ạ? Đấy, đột phá trong kinh doanh. Làm thế nào để thay đổi tư duy, phát triển bản thân, đột phá trong kinh doanh? Ok. Câu hỏi làm thế nào cũng là một câu hỏi rất là hay. Chỗ này đoạn cuối phải có dấu chấm hỏi. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề chẳng liên quan mẹ gì câu bên trên. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề đào tạo và chia sẻ khác nhau từ các chủ doanh nghiệp và các chuyên gia cùng học tập, giao lưu và các thành viên. Cái câu bên trên là làm thế nào, câu dưới thì mình phải giải thích ra cách bạn sẽ biết cách làm thế nào để làm điều này. Đấy. Bạn sẽ biết cách nếu mà bạn trở thành thành viên của Zoom gà gáy, hay học tập mỗi ngày, mỗi ngày sẽ có những chủ đề đào tạo khác nhau từ các chuyên gia, các chủ doanh nghiệp cùng học tập giao lưu với thành viên tích cực. Nói chung là cũng không liên quan lắm. Đang muốn thay đổi tư duy, phát triển bản thân, đột phá kinh doanh lại cùng học tập giao lưu với các thành viên tích cực. Tức là cái phần tiêu đề bên trên với nội dung bên dưới nó không liên quan với nhau nào. Đúng không ạ? Đấy. Chương trình chiến binh gà gáy diễn ra đây này, cách nháy xong cách này cũng không đúng đâu. Đây chỗ này này. Nháy ở đây xong rồi cách ra mới đúng này. Đó. Diễn ra vào giúp bạn học tập và phát triển hơn. Bạn muốn chiến thắng chính mình hãy inbox cho Thúy để có link vào học miễn phí. Đó. Thì ok, thì đoạn này có call to action rồi. Đó. Có link vào học miễn phí thì nó cũng được, nhưng mà chưa hay lắm. Đấy. Đấy. Inbox cho mình để được hướng dẫn. Đấy. Để được hướng dẫn cách vào học miễn phí. Đó. Rồi. Cái đoạn này thì cũng được, nhưng mà chưa chưa ấn tượng lắm. Được chưa ạ? Nguyễn Thơm viết thế này, ai đọc được đây? Thay đổi để thành công. Ừ. Nó là một cái câu cũng được, nhưng mà nó chưa phải tiêu đề hấp dẫn lắm. À, chiến binh gà gáy. Một chương trình đào tạo dạy chúng ta rất nhiều kiến thức. Từ phát triển tư duy, đọc sách, các kỹ năng, nền mềm phát triển kinh doanh, còn viết tắt một chương trình hoàn toàn miễn phí nhưng vô cùng giá trị. À, đây là cái đoạn nội dung nhá. Cái tiêu đề này thì chưa đạt yêu cầu, tiếp theo là mình không có phần thu hút mà mình đưa thẳng vào nội dung luôn, và nội dung này thì đôi khi nó chưa đánh vào được cái mong muốn của người nghe. Em đang bận tí tí nữa tí em đang bận tí tí nữa em nói chuyện, anh nhắn tin nhé, em không gọi điện thoại. Một chương trình hoàn toàn miễn phí nhưng vô cùng giá trị, mỗi bài học là một kiến thức vô cùng giá trị, là những bài học tâm đắc của các chủ giảng. Em Thơm vô cùng trân trọng phòng Zoom gà gáy và rất mong lan tỏa giá trị tới tất cả các anh chị em mong muốn thay đổi cuộc sống, hãy cùng học tập với em Thơm. À, chúng ta nên kể một cái câu chuyện ngắn của bản thân mình, cái trải nghiệm của bản thân mình. Em Thơm đã thay đổi cuộc sống của mình, nhận ra được rất là nhiều giá trị trong cuộc sống và gia đình
cũng như công việc của em Thơm đã có những sự thay đổi đột phá như thế nào đó, được chưa ạ? Và hiện nay em rất muốn hỗ trợ giúp đỡ cho những anh chị em nào mà đang có cái vấn đề giống như này, giống như em Thơm trước đây. Đó. Và đó là món quà mà em Thơm cũng như những cái chủ giả, những người đang cho đi một cách thầm lặng, mong muốn giúp đỡ cho cộng đồng. Hãy inbox cho em Thơm để chúng ta cùng nhau gì ạ, cùng nhau phát triển, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái việc mà chúng ta sẽ chỉnh sửa cái bài này một chút, tiêu đề mình thay đổi một chút, thêm cái từ tiêu đề thu hút một chút, đấy thì chúng ta sẽ có cái bài hoàn hảo hơn. Rồi Thu Hồng thay đổi trong cuộc sống, chắc chắn ai cũng mong muốn thành công hạnh phúc, làm thế nào là được cả hai. Nên là nhắc này, đã nhắc là đã sửa này, đừng nói là ai cũng mong muốn. Nếu bảo là gì ạ, ai cũng mong muốn thì sẽ có rất nhiều người bảo là tôi không muốn thì làm sao, đúng không ạ? Thì mình nói là gì ạ, là tôi hoặc là bạn muốn. Đấy, trong cuộc sống chắc chắn mình, đây là mình chắc chắn mình nói, ví dụ như là chắc chắn thằng nào cũng muốn tiền, nó bảo không tao cần đi tiền, rất nhiều thằng nó sẽ nói như thế, đúng không ạ? Rất nhiều người nói là tôi không cần tiền thật đấy, anh chị em mà gặp nhiều thì sẽ thấy những thằng như thế. Đấy, cho nên là đừng nói chắc chắn, đừng có một thứ chắc chắn duy nhất, đấy là không có gì chắc chắn hết. Đúng không ạ? Hãy đến với phòng Zoom chủ đề thành công hay hạnh phúc, bí mật sẽ được tiết lộ. Đấy, nó ngắn gọn như này, nó sẽ làm cho người ta tò mò và người ta dễ đọc hơn. Bí mật sẽ được tiết lộ, inbox ngay, đừng bỏ qua chương trình. Mọi nguồn lực sẽ hãy khai thác thật triệt để. Ok, được rồi, tốt hơn rất nhiều rồi nhé chị Thu Hồng nhé. Rồi, đừng đọc nếu bạn không muốn thay đổi. Ấy, rất hay. Câu cái này là tiêu đề là hay nhất từ đầu đến giờ. Đừng đọc nếu bạn không muốn thay đổi. Đấy. Cái này ấy, anh chị em nào mà viết nhiều cái bài ấy, hoặc đọc nhiều cái bài ở trong cái nhóm mà học kinh doanh mỗi ngày ấy, thì anh chị em sẽ thấy cái này cực kỳ rõ luôn. Bạn đã từng mong muốn có được một cuộc sống như bạn mơ ước mà chưa được. Bạn đã từng mong muốn có một thân hình thon gọn, những vòng eo đáng mơ ước, nhưng bạn không kiên trì tập luyện được 2-3 hôm, đâu lại vào đó. Bạn đã từng muốn dậy sớm để làm được nhiều thứ hơn, nhưng cũng được mấy hôm lại bỏ cuộc. Vâng bạn ơi, em đang bận. Không, đây phẩy này, đây, chấm phẩy này, chấm phẩy này, Tuyết Phong lưu ý là chấm phẩy làm nữa lung tung. Không đánh thắng được cái chăn ấm đệm êm. Muốn thay đổi tư duy là phải đọc sách, nhưng đọc được một hai trang bạn lại bỏ. Có khi đọc sách giống như du ngủ vậy. Bạn đã từng bao giờ giống tôi như vậy chưa? Đấy, thì nó sẽ hay hơn nhé. Đó. Như vậy chưa thì phải có chấm hỏi. Chỗ này chấm hỏi. Chỗ này chấm hỏi. Đấy, được chưa ạ? Chấm hỏi đây. Dạ. Tôi đã từng muốn có một đội nhóm. À đây chỗ này này. Tôi đã từng rất mong muốn có một đội nhóm. Ở chỗ này hoàn toàn chỗ này nhé, là nội dung nhá, là awareness, tức là gì ạ? Tạo ra sự nhận thức cho người khác. Nó là đào tạo, được chưa ạ? Awareness. Tôi đã từng rất mong muốn có một đội nhóm, có một môi trường để phát triển bản thân, cũng đã từng đi học rất nhiều lớp phát triển bản thân. Đây chính là nỗi đau của người khác, nhưng mình gắn nó vào mình, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Nhưng về một thời gian đâu lại vào đấy, lại bị mất năng lực. Bạn có giống như tôi không? Câu này rất hay. Nhưng đến một ngày định mệnh, kể câu chuyện này, bén duyên với một chương trình đào tạo. Phẩy nha, Tuyết Phong lưu ý nha, phẩy nha, phẩy xong cách. Đấy. Một đội nhóm vô cùng tích cực và năng lượng, nhờ một người em cùng khóa học đánh thức sự giàu có K46 cụ thể ra đấy, một người em đánh thức, thậm chí là mình nói luôn tên cái người đấy ra luôn cũng được, nhờ bạn Hằng, nhờ bạn Đồng đấy, nhờ bạn Hà đấy, ở trong lớp đánh thức sự giàu có K46 mình kết nối luôn với cả những cái thằng mà học đánh thức sự giàu có luôn, thì chính những cái thằng mà đánh thức sự giàu có chính là những cái thằng mà đang ham học hỏi, mong muốn phát triển, khao khát thành công và đang không có tiền. Phần lớn những người học
đánh thức giàu có đều đang có vấn đề về tiền. Một người em rất trẻ năng lượng chia sẻ cho tôi một khóa học mang tên Chiến binh gà gáy buổi sáng lúc 5 giờ hàng ngày. Đấy. Chiến binh gà gáy lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Đúng không ạ? Một người em rất trẻ năng lượng đã chia sẻ cho tôi này. Điều này là gì ạ? Nói về cái người em đó, thực ra mình đang nói về mình. Mình cũng đang là người trẻ và năng lượng và đang chia sẻ trong một khóa học. Đấy. Và bây giờ mình biết ơn cái thằng đấy thì sau này cái thằng kia nó sẽ biết ơn mình. Cái thằng mà đọc ấy, nó sau này nó sẽ biết ơn mình và nó sẽ hiểu rằng là lý do tại sao mình lại chia sẻ cái khóa này, bởi vì mình đã được chia sẻ cho nên mình cảm thấy rất vui, mình rất hạnh phúc, cho nên mình muốn chia sẻ cái hạnh phúc đấy đi cho người khác. Đó là lý do tại sao mình phải kể câu chuyện của mình, thay vì mình nói là gì ạ? Ai cũng muốn có một đội nhóm, ai cũng muốn có một môi trường phát triển bản thân. Đấy, ai cũng từng đi học rất nhiều lớp phát triển bản thân nhưng về một thời gian vào đâu lại vào đó. Đấy, thì ai cũng như vậy thì cái người đọc họ bảo là thế không phải tôi không phải người như vậy. Đúng không ạ? Nhưng mà mình nói là tôi thì nó lại khác, anh chị em hết sức lưu ý cái chỗ này. Ở đó tuổi được học tập, tôi được học tập. Ở đó tôi được học tập, được giao lưu, học từ những người chủ giảng rất năng lượng, thành công đến từ các lĩnh vực khác nhau, chủ doanh nghiệp, giáo dục, doanh nhân thành đạt, chuyên gia truyền cảm hứng, truyền động lực ở khắp các tỉnh thành, trên cả nước hoặc trên thế giới, khắp thế giới cho nó máu. Qua khóa học đó giúp tôi thay đổi chính bản thân mình từ một người trì trệ hay trì hoãn mọi thứ, một người hay than vãn dậy muộn và vô cùng lười tập thể dục hay bị tụt năng lượng. Thì sao? À, đây này, trở thành đoạn này nhá. Nhưng từ khi tham gia khóa học này đã giúp tôi đây này. Đấy, qua khóa học này, từ khi tham gia khóa học này thì bỏ cái đoạn này ra. Thay vì tụt năng lượng, phải trở thành một con người tích cực hơn, vui vẻ và thích dậy sớm tập thể dục. Đấy. Và thích đọc sách, tư duy của tôi phát triển hàng ngày 1% hay không thì đấy là nó chưa chính xác, thì là mình không 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 đo được cái này, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Không, con hỏi bác, bố đang bận. Vậy điều giúp tôi thay đổi trở thành một phiên bản tốt hơn, vậy điều giúp tôi thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình là gì, chấm hỏi vào đây. Cái chỗ này là câu tường thuật với câu hỏi nó cứ lẫn lộn nên là mình không biết là muốn nói về điều gì. Cái gì? Nè. Đi ra ngoài đóng cửa cho bố. Tất cả những bí mật sẽ được bật mí trong chương trình. À, từ trên này có nói gì về bí mật đâu, bên dưới này lại có bí mật vậy. Nếu bạn đã từng bỏ cái câu này đi nha, nếu bạn đã từng như tôi và mong muốn khát khao thay đổi chính mình, đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của mình, hãy đừng ngại inbox cho Tuyết Phong nhé. Tuyết Phong sẽ sẵn sàng đồng hành giúp đỡ bạn đập tan sự trì hoãn. À, đúng không ạ? Ok, tốt, khá khá tốt hơn rất là nhiều rồi, tuy nhiên vẫn hơi lủng củng ở một số cái chấm phẩy cũng như là một số cái câu đấy, thì là mình lưu ý cái đoạn này. Ok ông Tuyết Phong nha, tốt nha. Nguyễn Nguyễn à, bạn vẫn nghe nói tầm người đi đôi với tầm tiền, đây là cái gọi là câu tiêu đề dạng nhận thức, tạo ra sự nhận thức. Bạn đang mong muốn thay đổi bản thân, bạn đang mong muốn thay đổi bản thân, đây là một câu hỏi đúng không ạ, hoặc là một câu khẳng định. Câu hỏi thì phải có chấm hỏi. Bạn đang tìm kiếm cho mình một môi trường học tập, bạn đang loay hoay không biết học ở đâu để có thể phát triển bản thân, chấm hỏi. Bạn đang khao khát để thay đổi để có được thành công. À, đây là câu khẳng định, đây là câu khẳng định, đây là câu khẳng định. Bạn đang tìm kiếm là câu khẳng định thì không có chấm hỏi. Nếu câu này có chấm hỏi thì hai câu này cũng phải có chấm hỏi. Nếu câu này là hai câu dưới này là chấm than thì trên này cũng phải chấm than
Anh chị em lưu ý chỗ này nhé. Đấy. Đã viết content thì mình phải lưu ý tất cả những cái chi tiết nhỏ như vậy, nếu không thì chúng ta sẽ làm hỏng mất cái nội dung của mình. Có nội dung viết rất hay nhưng mà chỉ vì là mình dùng cái dấu câu nó khác nhau thôi, thế là ăn đòn ngay, thế là có khi chết ngay. Đấy. Rồi. Những kho tàng kiến thức vô cùng tuyệt vời từ rất nhiều anh chị, nghe từ anh chị chủ giảng nghe không hay, anh chị chủ giảng tài ba và thành công cũng không hay, mà mình thay đổi bằng những cái từ nó mang tính chất nó formal hơn. Đấy, anh chị ở đây nó mang tính chất là bộ bã nói chuyện thôi, chứ còn trong văn viết thì mình không nên nói từ đấy. Từ rất nhiều diễn giả hoặc là từ rất nhiều nhà đào tạo, rất nhiều chủ giảng đấy, thành công, tài ba, và họ là ai đó, ví dụ bản thân Huyền, mà bản thân Huyền đã được học tập và trải nghiệm trong chương trình học vào 5 giờ sáng hàng ngày, và hai chữ và không hề có dấu phẩy là một cái điều là không nên. Đó. Đã thay đổi bản thân mình rất nhiều từ phòng Zoom học tập này. Đấy. Cái câu này, cả một câu này không hề có dấu phẩy, thì đấy cũng là cái mà mình không nên, mình cẩn thận, mình nên có thêm cái dấu phẩy nào đó. Đó. Đúng nhỉ? Rồi. Nếu bạn muốn được học tập để thay đổi bản thân, nếu bạn mong muốn được học tập để phát triển, để có thành công như những doanh nhân thành đạt, nếu bạn mong muốn có được thay đổi được thu nhập của mình trở nên tốt hơn, hãy có mặt trong phòng Zoom 5 giờ sáng ngày. Bí mật sẽ được bật mí trong chương trình 8 bước thành công của người thành đạt. Inbox ngay cho Huyền để nhận ID và mật khẩu trong phòng Zoom 5 giờ sáng ngày mai bạn nhé. Ok, có kêu gọi hành động và có những nội dung thể hiện những cái nhu cầu mong muốn của họ. Đấy, và có cái phần tiêu đề, gọi là mạng tạo sự nhận thức. Ok. Rồi. Ok. Rồi, cơ bản vậy. Đấy, anh chị em thấy không? Học mỗi một cái công thức thôi nhưng mà coi như là áp dụng chưa chuẩn lắm. Anh chị em không không dùng cái công thức à? Bây giờ mình học công cụ, mình sử dụng công cụ. Nhưng mà Huy thấy anh chị em vẫn làm theo kiểu bản năng, vẫn viết theo kiểu bản năng, tức là nghĩ sao viết vậy chứ còn chưa có sử dụng cái công thức. Mình đã có công thức thì mình cứ áp dụng theo công thức. Đầu tiên là áp dụng theo công thức đã. Nó có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Đấy, đúng không ạ? Viết theo công thức đã. Sau đó bắt đầu mình mới nói đến là cái việc mà hay hay không hay. Nhưng mà về cơ bản là có rất nhiều người đã nắm bắt được cái công thức này bằng bằng thực chiến, thực tế của mình. Thực tế của mình mà mình đọc rất là nhiều, mình đọc nhiều mình sẽ nắm bắt được cái công thức của mình nhiều hơn, đúng không ạ? Mình nghe nhiều, mình xem nhiều những cái bài PR, những bài quảng cáo, mà có một cái bí mật, có cái hướng dẫn như này, nhắc nhở thêm cho anh chị em này, tặng thêm cho anh chị em này. Cái thứ nhất đó là đọc nhiều những cái quảng cáo của mọi người, chui vào những cái phễu bán hàng của những cái diễn giả, của những cái người khác ấy, xem họ bán hàng như nào, xem họ viết bài như nào, chui vào đăng ký những cái email của những cái người mà họ bán hàng ấy, xem họ viết hàng, viết bài bán hàng như nào, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta mượn cái bài bán hàng của họ, sau đó chúng ta xoay, tức là gì ạ? Xoay chuyển hay là copy, copy có chỉnh sửa, nó gọi là xoay. Đấy, xoay, swap, swap, gọi swap. Đấy. Thì mình copy những cái bài đã có sẵn, sau đó là lấy về cho mình. Đó, đấy là một kỹ thuật để mà mình chuyển từ cái bài của người khác thành bài của mình lấy cái ý tưởng của người khác thành thành ý tưởng của mình. Có thằng nó viết về gì ạ? Nó về về mỹ phẩm, thì mình chuyện viết về thực phẩm chức năng. Có thằng viết về khóa học và marketing, mình chuyển sang mình viết về khóa học là gì ạ? Khóa học về phát triển tư duy, đúng không ạ? Đấy, như vậy là mình đọc những cái email, mình đọc nhiều những cái email quảng cáo, email bán hàng, email mà mời mọc ấy, chịu khó đọc những cái email đó, sau đó là gì ạ? Mình bắt chước, mình viết theo họ, đấy là tốt nhất, bởi vì họ đã làm chuẩn rồi, đồng ý không ạ? Đấy, cho nên là cách học tốt nhất đấy là học từ đối thủ, học nhanh nhất đấy là học từ đối thủ, anh chị em nhé.
học từ đối thủ là học nhanh nhất đó, và copy từ đối thủ thành cái của mình đó, thì đấy là cái cách học rất là nhanh đó. Ok, thế thì hôm nay chữa bài anh chị em cũng khá mất thời gian, và anh chị em chúng ta cũng được thực tế trải nghiệm, và về nhà chúng ta bắt đầu viết lại nhé, viết lại cái bài của mình, viết lại cái ấy của mình theo đúng công thức AIDA, tức là gì ạ, là tạo ra cái tiêu đề, nhớ là phải áp dụng công thức, đó là những cái tiêu đề mình đọc hết các cái tiêu đề, 200 cái tiêu đề mình lướt qua hết một lượt đi đấy, xong các cái ngôn từ thông minh ấy, ngôn từ thôi miên ấy, các cái ngôn từ thôi miên ấy, là mình cứ đọc thuộc lòng hết chỗ đấy đi, để khi nào mình cần dùng ấy là nó có xuất hiện trong đầu của mình, còn nếu mà mình không đọc ấy thì khi mà mình muốn dùng ấy nó không xuất hiện trong đầu của mình. Cho nên về nhà anh chị em làm mấy việc như này cho Huy. Thứ nhất là đọc hết cái 200 cái tiêu đề. Mình cứ đọc thôi, không cần phải nhớ đâu anh nha. Cứ đọc thôi nha. Cứ đọc hết 200 tiêu đề, xong đó mình gắn vào những cái câu mà mình ví dụ, giống như nãy Huy gắn ấy, mình cứ đọc đến đâu mình thử gắn thôi. Đấy là cách cách làm bài tập. Cái thứ hai là đọc 10 lần 72 cái gì ạ? Cái tiêu đề thông minh, tiêu đề thôi miên. Đấy. À, cái ngôn từ thôi miên, đọc 10 lần 72 cái tiêu đề thôi miên. Đó, giống như là 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không ấy, mình đọc 70 cái đấy, hoặc là có cái phiên bản 80 ấy, mình đọc cái 80 cũng được. Nhớ nhỉ? À, có phiên bản 100 đọc cái 100 được, nhưng mà đây có bản phiên bản 72, cứ đọc 72, cứ đọc nghiền lần nghiễn, đọc đi đọc lại không cần phải nhớ anh em nhé. Cách học của Huy là học không cần phải nhớ, anh chị em cứ làm như thế, không cần phải nhớ, không cần phải cố gắng nhớ, không cần phải cố gắng nhớ, nhưng mà cứ làm, cứ đọc đi, rồi anh chị em sẽ nhớ, tự nhiên nó nhớ, đúng không ạ? Lúc nào mình cần phát tự nhiên nó có sẵn trong đầu, nó lôi ra thôi. Đấy. Rồi cái thứ ba nữa đó, anh chị em viết lại một bài đấy, để mà truyền thông về run cả gáy cho đối tượng là khách mời, không phải cho nhà phân phối nữa, mà cho đối tượng là khách mời, khách lạ. Mình có thể đăng cái bài đó lên gì ạ, lên trang cá nhân của mình. Và có một cái bí mật đó là gì ạ, những cái bài nào tốt ở trong cái lớp của mình á, mình hoàn toàn có thể mượn cái bài đó để mình đăng. Như vậy là gì ạ? Là trong vòng 1 tuần, thậm chí là 2 tuần tiếp theo, chúng ta đều có bài đăng để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta kêu gọi, đúng không anh chị em? Rồi chúng ta đăng ở trên nhiều các cái nhóm, các đội nhóm khác nhau nữa, chứ không chỉ đăng ở trên trên trang cá nhân của mình, đăng trên nhiều đội nhóm khác nhau nữa, hoặc là gửi riêng vào những cái gì ạ? Inbox riêng cho từng người, những cái người mà mình nói chuyện ấy, inbox riêng. Như vậy là chúng ta có một cái danh sách khoảng độ 10 cái bài viết, đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Là chúng ta gửi. Đó. Nhớ là 10 bài viết này chúng ta phải sửa lại theo cái gì ạ? Theo cái nội dung của mình, đúng không ạ? Nhưng mà ít nhất là chúng ta có một danh sách 10 cái bài viết mà chúng ta có thể sử dụng được. Ok, được không anh chị em?